Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 253. Thanh Nhi khẽ mỉm cười, cô nương, cô không cần thăm dò ta đâu. Thực lực của ta vượt quá nhận thức của cô. Triệu Huyền Huyền trầm mặc. Ba người đi vào nơi sâu nhất trong khu núi. Càng đi về phía trước, khí tức của chân yêu lại càng mạnh hơn. Chỉ chốc lát, cả ba đã đến trước một vực sâu, vực này dài rộng mấy trăm nghìn trượng, sâu không thấy đáy. Bên dưới còn tản ra luồng khí tức yêu thú vô cùng đáng sợ, khiến người ta có cảm giác nghẹt thở. Diệp Huyên liếc mắt nhìn dưới đáy vực sâu, hỏi Thanh Nhi, phía dưới có chân yêu không? Thanh Nhi đáp, có một con. Nghe vậy, Triệu Huyền Huyền sửng sốt, có một con chân yêu. Thanh Nhi gật đầu, không phải là khí tức còn sót lại, mà là khí tức của con yêu thú này tỏa ra. Triệu Huyền Huyền do dự một chốc rồi nói, có xuống không? Thanh Nhi cười, xuống. Nói xong, nàng lập tức dẫn Diệp Huyên và Triệu Huyền Huyền nhảy xuống vực sâu, lúc vừa rơi xuống, một luồng hơi thở yêu thú cực kỳ kinh khủng lập tức ập đến phía họ. Diệp Huyên cau mày lại, lúc này, Thanh Nhi mới bước ra trước một bước, trong nháy mắt, hơi thở yêu thú kia lập tức tiêu tan. Diệp Huyên nhìn về phía xa xa, ở phía dưới vách núi đang có một con yêu thú nằm phục sẵn ở đấy, hình dáng của nó tựa trâu. Toàn thân được phủ vảy dày màu đen kịt. Nó nằm sát dưới đất, tứ chi đang bị một cái xích sắt đen xì khóa chặt. Chân yêu. Nhìn con chân yêu trước mặt này, vẻ mặt Triệu Huyền Huyền lập tức trở nên nghiêm túc. Mà lúc này, con chân yêu kia cũng nhìn ba người Diệp Huyên, nói chính xác hơn là đang nhìn Thanh Nhi dẫn đầu kia. Là một yêu quái, nó vô cùng mẫn cảm với nguy hiểm. Thanh Nhi quan sát con yêu thú này một lúc rồi nói, ca. Huynh có muốn cưỡi nó không? Hả? Diệp Huyên sửng sốt. Thanh Nhi cười nói, cưỡi ấy. Vẻ mặt của Triệu Huyền Huyền trở nên kỳ quái. Mà Diệp Huyên cũng nghịch mặt luôn. Phía xa xa, con chân yêu kia nghe Thanh Nhi nói vậy thì giận tím mặt, nó đột nhiên gầm lên đầy giận dữ, một luồng hơi thở yêu thú kinh khủng lập tức ập đến, chèn ép ba người Diệp Huyên. Thanh Nhi phất tay áo lên. Luồng khí tức con yêu thú kia thả ra lập tức biến mất không thấy hình bóng đâu. Yêu thú vô cùng sửng sốt. Thanh Nhi đánh giá con chân yêu kia rồi nói, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi đây, ngươi làm thú cưỡi cho ca của ta, được không? Chân yêu gào lên, nhân loại, ngươi dám sỉ nhục ta. Nó là chân yêu đấy. Làm thú cưỡi cho người khác. Thanh Nhi lắc đầu, ca của ta yêu tú như vậy, ngươi làm thú cưỡi cho huynh ấy không thiệt thòi đâu. A, à. Chân yêu đột nhiên rít gào lên, người sỉ nhục ta. Người sỉ nhục ta. Thanh Nhi váy trắng chợt thấy cạn lời. Diệp Huyên lắc đầu cười, cũng đừng làm khó nó làm gì. Thanh Nhi váy trắng mỉm cười, sau đó nói, được rồi. Nói xong, nàng nhìn xuống dưới mặt đất, quặng mỏ kia ở dưới mặt đất này, ta sẽ lấy ra. Diệp Huyên gật đầu, được. Thanh Nhi váy trắng giơ tay lên chém ra một kiếm. Mặt đất lập tức nứt ra, Diệp Huyên cúi người nhìn, hắn thấy được vô số bả sa tinh. Khóe miệng Diệp Huyên hơi cong lên. Lúc này, Trần Yêu ở phía xa bỗng nói, các ngươi muốn làm gì? Triệu Huyền Huyền liếc mắt nhìn Trần Yêu kia, sau đó nói, hay là ngươi suy nghĩ lại về việc làm thú cưỡi cho Diệp công tử đi. Ngươi đừng nổi giận, ta cảm thấy ngươi thật sự có thể cân nhắc lại một chút đó. Ngươi nhìn đi, vị Diệp công tử này là ngươi thiên mệnh. Thân phận của hắn chắc chắn không thể thấp hơn chân yêu tộc các ngươi được. Hắn làm chủ nhân của ngươi ta cảm thấy cũng được đó chứ. Hơn nữa, ngươi nhìn muội muội của hắn đi kìa, lợi hại như vậy, ngươi đi theo hắn chẳng khác nào cũng có thêm một chỗ dựa mạnh mẽ. Ngươi thật sự nên nghĩ lại thử đi, dù sao nhìn bộ dạng của ngươi bây giờ cũng thê thảm lắm rồi, tìm một chỗ dựa, lần nữa quật khởi, coi như là một lối thoát, không phải sao? Chân yêu trầm giọng nói, ta là chân yêu. Chân yêu cao quý đấy. Triệu Huyền Huyền trừng mắt nhìn, không phải ngươi bị giam cầm rồi hả? Chân yêu cả giận nói, bị giam cầm cũng là chân yêu thôi. Triệu Huyền Huyền nói, vậy ngươi có muốn rời khỏi đây không? Chân yêu trầm mặc. Triệu Huyền Huyền chỉ Thanh Nhi ở bên, cô nương này rất lợi hại, nàng có thể cứu ngươi được đấy. Chân yêu liếc mắt nhìn Thanh Nhi, sau đó nói, vậy ngươi bảo nàng cứu ta đi. Triệu Huyền Huyền, cứu ngươi thì được,
nhưng ngươi báo đáp người ta như nào đây? Chân yêu trầm mặc một lát rồi nói, chân yêu tộc ta chưa từng làm thú cưỡi cho một ai cả, ta mà làm thú cưỡi cho hắn thì sau này sao còn mặt mũi với cả tộc nữa? Đã sống thì phải có khí phách chứ, không đúng à? Ta cũng cần mặt mũi. Triệu Huyền Huyền nói, người bị giam bao lâu rồi? Chân yêu lắc đầu, chắc là mấy chục triệu năm. Triệu Huyền Huyền khẽ gật đầu, giờ chúng ta mà đi, người cảm thấy sau này còn người nào đến cứu mình được không? Chân yêu trầm mặc. Triệu Huyền Huyền tiếp tục nói, người nhìn cô nương này đi, người có thấy nàng lợi hại không? Chân yêu liếc mắt nhìn Thanh Nhi, sau đó nói, chân yêu tộc chúng ta thật sự chưa bao giờ làm thú cưỡi cho ai cả, ta mà phá vỡ truyền thống này thì sẽ bị chân yêu tộc khép tội phỉ báng, thế thì còn khó chịu hơn cả việc giết Quách ta đi cho xong. Tuy tự do cũng tốt, nhưng mặt mũi cần thiết hơn. Thanh Nhi cười nói, không cần phải cưỡng ép nó. Nói xong, nàng hơi nhấc tay phải lên, toàn bộ quảng bà sa tinh lập tức bị nàng kéo lên hết. Thấy cảnh này, sắc mặt chân yêu lập tức thay đổi, làm gì đó? Ngươi làm gì đó hả? Đó là của ta mà. Thanh Nhi liếc mắt nhìn chân yêu, ngươi có bằng chứng đây là của ngươi không? Vẻ mặt chân yêu cứng đờ. Thanh Nhi nói, ta biết một tiểu cô nương, nàng từng nói một câu, phàm là bảo vật trong thiên địa này đều là thuộc về thiên địa, không thuộc về bất kỳ một ai. Ta cảm thấy câu nói này nhiều lúc vẫn đúng lắm, ví dụ như là hiện tại. Chân yêu. Thanh Nhi nhìn về phía Diệp Huyên, ca, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, được. Lúc này, chân yêu kia đột nhiên nói, chờ đã, chờ đã. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía chân yêu do dự một chốc rồi nói, chúng ta có thể thương lượng. Diệp Huyên cười nói, thương lượng gì nữa? Chân yêu im lặng một lát rồi nói, ta sẽ làm việc cho ngươi 300 năm, sau đó chúng ta không ai nợ ai, ngươi thấy sao? 300 năm. Diệp Huyên cười, được thôi. Thanh Nhi khẽ mỉm cười, sau đó phất tay áo lên, trong nháy mắt, những sợi xích sắt trói chặt chân yêu liền bị chém đứt. Chân yêu nhanh chóng khôi phục lại tự do. Mà đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng chợt xuất hiện trong trời sao xa xôi, ngay sau đó, một uy thế vô hình chợt ập xuống, mục tiêu là nhóm người Diệp Huyên. Thấy thế, sắc mặt chân yêu kia lập tức thay đổi, vội hô lên, đó là cường giả chân yêu tộc ta. Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn lên, trong trời sao xa xôi, nàng mơ hồ nhìn thấy được hình bóng của một con chân yêu, nó mở miệng hét lớn, to gan. Dám phá phong ấn của chân yêu tộc ta, người biết chữ chết viết như thế nào không? Nghe vậy, Thanh Nhi nhíu mày lại, lúc này, con chân yêu bên này đột nhiên nói, cô nương, cô có thể cho toàn bộ chân yêu tộc làm thú cưỡi của ca ca mình đấy, thiệt đó. Nhất là tộc trưởng Á, tộc trưởng của chúng ta đẹp lắm. Mấy người có mặt ở đây đều ngẩn người. Chân yêu đã nghĩ kỹ rồi. Nó muốn rời khỏi đây thì bắt buộc phải thần phục làm thú cưỡi cho thiếu niên này. Chuyện này vô cùng mất mặt. Nhưng nếu toàn bộ chân yêu tộc đều làm thú cưỡi cho thiếu niên này thì sao? Vậy có còn mất mặt không? Không. Nếu lỡ toàn bộ chân yêu tộc đều làm thú cưỡi cho thiếu niên này thì mọi chuyện đều được đảo lại, nó sẽ trở thành thú cưỡi đầu tiên được thiếu niên này phong cho. Mất mặt biến thành vinh dự. Nhưng tất nhiên điều kiện tiên quyết là cô gái kiếm tu này phải đủ mạnh. Nếu cô gái kiếm tu này không đủ mạnh thì tội của nó ngang ngửa với phản bội rồi. Hậu quả sẽ vô cùng kinh khủng. Nghe chân yêu nói thế, Thanh Nhi váy trắng trở nên đăm chiêu. Rõ ràng là nàng đang suy nghĩ về lời đề nghị này, bởi vì nàng cảm thấy ca ca hiện tại chỉ một thân một mình, ngao du trong vũ trụ này rất dễ bị người khác bắt nạt. Mà lúc này, bóng mờ chân yêu trong tinh không kia bắt đầu xuất chiêu, nó vung tay. Một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa lập tức ập xuống từ tinh không trên cao. Sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nếu để mặc nó đánh xuống thì toàn bộ dãy núi này sẽ hóa thành cho tàn. Thanh Nhi váy trắng nhíu mày lại, nàng lạnh lùng liếc nhìn bóng mờ chân yêu kia, một khắc sau, kiếm vãng sinh trong tay nàng đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên trời. Xoẹt. Toàn bộ trời xanh lập tức bị chém nứt. Dưới ánh nhìn của mọi người, kiếm vãng sinh phá nát cỗ sức mạnh kinh khủng kia, ngay sau đó, lưỡi kiếm nhanh chóng xuyên thủng qua bóng mờ chân yêu kia. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương rền vọng khắp chân trời. Giết trong nháy mắt. Thấy cảnh này,
con chân yêu ở dưới vực liền ngớ người ra. Nhưng chẳng mấy chốc nó đã bắt đầu trở nên hưng phấn. Nó cảm thấy người phụ nữ này hoàn toàn có đủ thực lực để biến toàn bộ chân yêu tộc thành thú cưỡi. Triệu Huyền Huyền mắt nhìn chằm chằm Thanh Nhi váy trắng, lúc này đây nàng ta mới tin vào câu Thanh Nhi từng nói, thực lực của ta vượt quá nhận thức của cô. Cường giả bực này, quá mức kinh khủng. Trên tinh không, con chân yêu kia còn chưa kịp nói lời trăng trối đã bị xóa sổ khỏi thế giới này. Lúc này đây, chân yêu ở dưới vực trầm giọng nói, bọn họ sẽ không buông tha đâu. Ta đề nghị đi thẳng đến chân yêu tộc, cho họ hai lựa chọn, một là đầu hàng, hai là chết. Nghe vậy, Triệu Huyền Huyền quay đầu nhìn về phía chân yêu kia, mẹ kiếp, con chân yêu này đúng là tàn độc. Diệp Huyên cũng ngạc nhiên nhìn nó, con chân yêu này có máu phản hả? Thanh Nhi váy trắng ở bên bỗng gật nhẹ đầu, người nói không sai. Nhưng ta không thể theo ca ca đến chân yêu tộc được rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Thanh Nhi váy trắng, sao vậy? Thanh Nhi váy trắng khẽ mỉm cười, ca, ta phải đi rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, bây giờ phải đi luôn à? Thanh Nhi váy trắng gật đầu, đúng vậy. Ta phải đến thế giới hư chân. Sau này sẽ là nàng kia đi theo ca. Có nàng ở đó, chân yêu tộc không uy hiếp được huynh đâu. Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói, hay là muội đi theo ta một khoảng thời gian nữa đi. Thành thật mà nói, hắn cũng thấy không nỡ. Thanh Nhi váy trắng lắc đầu, phải tuân theo quy tắc. Diệp Huyên cười khổ. Thanh Nhi váy trắng khẽ mỉm cười, sau này nếu có cơ hội, ta vẫn sẽ đến tìm huynh. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, ta sẽ đến thế giới hư chân tìm muội. Thanh Nhi váy trắng cười nói, ta chờ huynh. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, Thanh Nhi váy trắng bỗng đi đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó nhẹ nhàng ôm choàng lấy hắn, dịu dàng nói ca, bảo trọng nhé. Nói xong, nàng xoay người hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên trời, chớp mắt đã biến mất ở phía tinh không xa xôi. Đi rồi. Diệp Huyên nhìn trời sao phía xa, trong lòng bỗng thấy có chút mất mát. Triệu Huyền Huyền ở bên cạnh liếc mắt nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Mà chân yêu kia cũng cảm thấy hơi thất vọng. Nó vẫn đang chờ nữ kiếm tu kia chinh phục toàn bộ chân yêu tộc mà. Lần này xong đời rồi. Chân yêu liếc mắt nhìn Diệp Huyên ở bên cạnh, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyên như nhìn thấu được suy nghĩ của nó, cười nói chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng. Chân yêu gật đầu. Diệp Huyên cười bảo, vậy ngươi đi đi. Chân yêu liếc mắt nhìn Diệp Huyên, sau đó hỏi lại, thật à? Diệp Huyên gật đầu, thật, ta chưa bao giờ nói dối. Chân yêu do dự định đi thì Diệp Huyên lại nói, người như ta tâm địa thiện lương, chắc chắn sẽ không trả thù gì cả, người hoàn toàn có thể yên tâm và can đảm rời đi. Chân yêu trầm mặc. Trả thù. Khỏi phải hỏi. Nó thật sự lo bị trả thù. Tên nhân loại trước mắt này yếu xìu, nhưng nữ kiếm tu kia lại vô cùng mạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngẫm nghĩ một chút, chân yêu quyết định thôi cứ ngoan ngoãn trước đi đã. Diệp Huyên chậm rãi đi tới trước mặt chân yêu, hắn nhìn thẳng vào nó, sao còn chưa đi? Chân yêu do dự một lúc rồi đáp, tạm thời không đi. Diệp Huyên cười. Sau đó tung người ngồi lên trên lưng chân yêu. Thấy thế, chân yêu lập tức nổi đóa, trong cơ thể nó đột nhiên bùng lên một luồng khí tức kinh khủng, mà đúng lúc này, Diệp Huyên kép hai mắt lại, giơ tay chém kiếm xuống. Kiếm kỹ vãng sinh. Chiêu kiếm này hạ xuống, mặt lưng chân yêu lập tức nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Chân yêu lập tức rít lên một tiếng đầy đau đớn. Diệp Huyên cầm kiếm chĩa thẳng vào gáy chân yêu. Nhúc nhích nữa đi, ta cho đầu ngươi quét đất ngay. Nghe vậy, chân yêu lập tức đứng im, không dám lộn xộn nữa. Triệu Huyền Huyền ở bên liếc nhìn, Diệp Huyên, trong mắt tràn ngập sự khiếp sợ. Lúc này nàng ta mới phát hiện, hình như nàng ta cũng đã đánh giá thấp thực lực của Diệp Huyên rồi. Chuyện này cũng không thể trách nàng được, bởi vì Diệp Huyên hoàn toàn thu hết khí tức của mình lại, gần như tương đương với không có cảnh giới. Bởi vậy người ngoài căn bản không thấy được thực lực chân chính của hắn. Diệp Huyên nhìn chân yêu ở dưới chân, cười gằn, lần sau còn dám giở trò trước mặt ta sẽ chặt đầu người làm cầu để đá. Nói xong,
hắn còn dẫm mạnh một cái lên lưng chân yêu. Đối với loại yêu thú này, hắn biết rõ chỉ có thể dùng thực lực khiến nó khuất phục mình, nếu ngươi không phô bày thực lực của mình ra thì nó sẽ không bao giờ tôn trọng ngươi. Nghe Diệp Huyên nói thế, chân yêu không dám phản kháng gì nữa, bởi vì nó đã cảm nhận được sát ý của Diệp Huyên rồi. Diệp Huyên đi xuống, hắn liếc mắt nhìn chân yêu, sau đó nói, vào trong tháp đi, lúc nào cần ta sẽ để ngươi ra ngoài. Nói xong, hắn dứt khoát tống con chân yêu này vào trong tiểu tháp. Mà chân yêu vừa vào trong tiểu tháp thì lập tức ngớ người ra, bởi vì nó phát hiện tốc độ thời gian ở nơi này không giống với bên ngoài. Chẳng mấy chốc chân yêu đã mừng như điên. Tất nhiên nó đã phát hiện ra điều thần bí ở trong này. Mà ngoài ra, linh khí trong thế giới tiểu tháp còn vô cùng đậm đặc, rất thích hợp để tu luyện. Một nơi tốt. Chân yêu hoàn toàn quên mất sự kiện không vui vừa rồi, nó quyết định sẽ đi theo nhân loại này, bởi vì nó thấy được có cơ hội phát triển tương lai. Diệp Huyên không để ý đến chân yêu kia nữa mà nhìn sang Triệu Huyền Huyền ở bên cạnh, cười nói, Triệu cô nương, có hứng thú đến thư viện của ta không? Triệu Huyền Huyền trầm giọng nói, thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó cười nói, cô nghe qua rồi à? Triệu Huyền Huyền gật đầu, vừa biết thôi. Diệp Huyên không rõ, sao cô biết được? Triệu Huyền Huyền đáp, người của ta tra ra. Diệp Huyên cười, vậy cô có hứng gia nhập thư viện Quan Huyên của ta không? Triệu Huyền Huyền im lặng một lát rồi lắc đầu, Diệp công tử, đa tạ lòng tốt của ngươi, nhưng ta tạm thời không có dự định tham gia vào bất kỳ thế lực nào. Diệp Huyên cười rồi nói, được rồi, vậy sau này chúng ta gặp lại nhé. Nói xong hắn đã định rời đi, nhưng Triệu Huyền Huyền lại bỗng cất lời, Diệp công tử, ngươi không sợ chân yêu tộc trả thù sao? Diệp Huyên quay đầu nhìn Triệu Huyền Huyền, sao bọn chúng dám? Nói xong, hắn đã biến mất ở nơi cuối tinh không. Triệu Huyền Huyền đứng tại chỗ bỗng thấy hơi hối hận. Nếu gia nhập thư viện Quan Huyên, có lẽ sẽ có cơ hội phát triển rất lớn cho cả nàng ta và Triệu Đô. Triệu Huyền Huyền khẽ thở dài, xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, thời không trên đỉnh đầu Triệu Huyền Huyền đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một cô gái mặc áo bào đen chậm rãi bước ra. Cô gái áo bào đen vừa bước ra, thời không xung quanh lập tức trở nên hư ảo, căn bản không thể chịu đựng được khí tức của nàng ta. Sắc mặt Triệu Huyền Huyền chợt trở nên vô cùng nghiêm túc. Cô gái áo bào đen chắp hai tay sau lưng, tóc dài xõa sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, trên người tản ra luồng hơi thở đáng sợ, khiến người ta không rét mà run. Cô gái áo bào đen liếc nhìn xung quanh, cuối cùng, ánh mắt nàng ta dừng lại trên người Triệu Huyền Huyền, cô gái giết chân yêu tộc của ta đâu rồi? Chân yêu tộc. Triệu Huyền Huyền trầm giọng đáp, nàng vừa rời đi rồi. Cô gái áo bào đen nhíu mày, đi đâu? Triệu Huyền Huyền nhìn cô gái, hình như là thế giới hư chân. Thế giới hư chân. Cô gái áo bào đen chay mày lại, một lát sau nàng ta lại hỏi, con chân yêu bị chân yêu tộc giam cầm đâu rồi? Triệu Huyền Huyền nói, nó đầu hàng rồi. Cô gái áo bào đen sửng sốt. Triệu Huyền Huyền lại nói, nó đi theo làm thú cưỡi cho vị Diệp công tử kia rồi. Thú cưỡi. Cô gái áo bào đen bỗng híp mắt lại, nó lại đi làm thú cưỡi cho một tên nhân loại. Triệu Huyền Huyền gật đầu, đúng. Hơn nữa nó còn đề nghị biến toàn bộ chân yêu tộc thành thú cưỡi cho Diệp công tử. Chân yêu. Làm càn. Cô gái áo bào đen đột nhiên gầm lên một tiếng, trong nháy mắt, thời không bốn phía chợt bốc cháy lên. Triệu Huyền Huyền thoáng biến sắc, lùi về sau vài bước, đề phòng nhìn cô gái áo bào đen kia. Cô gái áo bào đen lạnh lùng nói, dám làm thú cưỡi cho một tên nhân loại, không chút khí phách nào. Triệu Huyền Huyền do dự một lúc rồi nói, các hạ là tộc trưởng chân yêu tộc. Cô gái áo bào đen liếc mắt nhìn Triệu Huyền Huyền, trên người ngươi từng có khí tức thượng cổ thần. Nghe vậy, vẻ mặt Triệu Huyền Huyền chợt thay đổi, ngay cả thứ này mà đối phương cũng nhìn ra được. Triệu Huyền Huyền gật đầu, đúng. Cô gái áo bào đen nhìn Triệu Huyền Huyền, ánh mắt bình tĩnh, nếu ta đoán không sai thì huyết mạch của ngươi hẳn là huyết mạch thiên nhất của Triệu Đô Vương tộc năm đó. Triệu Huyền Huyền gật đầu, đúng vậy. Cô gái áo bào đen lại nói, không ngờ rằng huyết mạch của Triệu Đô Vương tộc vẫn còn lưu truyền đến ngày nay. Triệu Huyền Huyền trầm mặc.
Cô gái áo bào đen đột nhiên nói, có lẽ người biết được thân phận và lai lịch của thanh niên kia. Triệu Huyền Huyền trầm giọng nói, ta không thể bán đứng hắn được, hắn đã giúp ta. Cô gái áo bào đen chậm rãi siết tay lại, một luồng khí thế kinh khủng lập tức ập đến Triệu Huyền Huyền, mà lúc này, Triệu Huyền Huyền vội vàng nói, hắn tên là Diệp Huyên, đến từ thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên! Diệp Huyên! Cô gái áo bào đen gật đầu rồi xoay người biến mất. Triệu Huyền Huyền thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, Diệp công tử à, không phải do ta bất nhân, mà ta thật sự không phải đối thủ của nàng ta. Nàng ta biết nếu không trả lời thì sẽ lập tức hồn về Tây Thiên ngay. Đồng thời cũng biết ân oán giữa Diệp Huyên và Chân Yêu tộc không phải thứ nàng ta có thể xen vào. Giữa những lúc này, bảo vệ bản thân mới là sáng suốt, vì vậy nàng ta mới không chút do dự mà khai hết thông tin về Diệp Huyên. Ở vũ trụ tiểu quan, Diệp Huyên đến đây, nhìn thấy thế lực của thư viện Quan Huyên đã trải rộng khắp nơi. Tu vi của hắn cũng vì thế mà tăng lên từng ngày. Tất cả là nhờ vào tín ngưỡng chi lực. Càng ngày càng nhiều tín ngưỡng chi lực đang được đổ vào. Khiến cho hắn bây giờ không còn chú trọng vào việc tu luyện cảnh giới nữa. Bởi vì quá nhiều, quá hỗn loạn. Điều này rất dễ hiểu, bởi vì trên đời có quá nhiều vũ trụ và các nền văn minh khác nhau, ranh giới phân chia không giống nhau, dẫn đến cảnh giới cũng mỗi nhà mỗi vẻ. Cũng may vũ trụ Quan Huyên đang dốc sức chỉnh lý lại, khiến cho hệ thống cảnh giới ở đây đang dần đi vào nền nếp. Trong đại điện, Lý Bán Chi đang báo cáo công việc ở thư viện trong thời gian qua. Một hồi sau, nàng ta cười nói, chúng ta đang đối mặt với hai vấn đề lớn. Thứ nhất là chúng ta phát triển quá nhanh, trước kia có ít vũ trụ thì còn quản lý được, nhưng bây giờ khai thác thêm thì bắt đầu thiếu người, dẫn đến việc một vài thư viện trở nên biến chất. Nhưng ngươi không cần lo, ta đã phái người đi xử lý rồi. Diệp Huyên gật gù, đây là chuyện nghiêm trọng, phải làm cho cẩn thận. Lý Bán Chi đồng ý, ta biết. Diệp Huyên, vấn đề thứ hai. Lý Bán Chi, là chúng ta cần đề cao võ đạo. Diệp Huyên nhíu mày. Lý Bán Chi giải thích, lúc Thanh Khâu cô nương còn ở đây, võ đạo của thư viện vẫn luôn bắt kịp thời đại, nhưng từ khi nàng ấy đi thì lại trì trệ không thể tiến bước. Vì vậy chúng ta cần phương pháp tu luyện tốt hơn nữa. Trước kia ngươi còn nói thượng cổ thần và chân yêu tộc có văn minh võ đạo cao hơn chúng ta, mà bây giờ đã không còn Thanh Khâu cô nương chấn giữ, chúng ta chẳng khác gì một đứa con nít vô tri tay đeo vàng trong mắt những siêu thế lực vậy. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Trước kia còn Thanh Khâu, thư viện Quan Huyên hoàn toàn không cần lo nghĩ cho sau này. Nhưng bây giờ Thanh Khâu đã đi rồi. Người mạnh nhất thư viện chỉ còn lại hắn và Quan Huyên vệ. Nếu hắn đánh không lại thì cả thư viện chỉ có thể ngồi chờ chết. Lý Bán Chi nói tiếp, ngươi liên lạc được với Thanh Khâu cô nương không? Diệp Huyên lắc đầu. Kể từ khi nhóm Thanh Khâu rời đi, hắn đã không thể liên lạc được nữa. Lý Bán Chi nghe vậy thì đanh mặt lại. Sở dĩ thư viện Quan Huyên được xem như hùng mạnh là nhờ có Diệp Huyên. Nhưng nếu không có hắn thì cả một tập thể khổng lồ này sẽ gặp nội loạn ngay lập tức. Bởi vì thế lực bên trong nó quá nhiều, quá rối. Chưa kể số lượng thế lực nhiều dẫn đến tài nguyên của cải cũng nhiều, vì vậy thư viện Quan Huyên dễ dàng trở thành miếng mồi ngon cho nhiều siêu thế lực khác trong vũ trụ vô tận nhòm ngó đến. Diệp Huyên nghe vậy thì bật cười, không phải lo, còn có ta đây thì thư viện sẽ không sao cả. Lý Bán Chi gật đầu, ta biết mà. Diệp Huyên, mấy người bạn của ta thế nào rồi? Lý Bán Chi cười đáp, ta đã đưa họ vào viện trung tâm, đợi khi nào họ hoàn toàn quen thuộc với sự vụ trong thư viện rồi sẽ trực tiếp vào nội các. Nàng ta biết nhóm Mạc Vân Khởi mới là những người tâm phúc thật sự của Diệp Huyên, vì vậy đã sắp xếp cho họ làm quen với thư viện, xem như làm bệ đỡ cho sau này. Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, không, đừng cho vào nội các. Ai cũng biết họ là người của hắn. Nếu để họ vào nội các trong một thời gian quá ngắn thì chẳng khác gì đang đi cửa sau trước mặt bàn dân thiên hạ cả. Khi ấy sẽ có rất nhiều người không chịu phục. Bởi vì có ai mà không muốn vào nội các đâu. Chưa kể thực lực nhóm Mạc Vân Khởi vẫn chưa theo kịp người ở đây, nếu để họ lên nắm quyền thì thủ hạ bên dưới cũng sẽ học theo mà bồi dưỡng thân tín riêng, khiến thư viện Quan Huyên ngày càng sinh ra nhiều vòng tròn thế lực nhỏ. Cái sau đè lên cái trước.
Lý Bán Chi vừa mở miệng thì thấy Diệp Huyên quay phắt về phía cửa đại điện. Nàng ta nhìn theo, bỗng thấy một cô gái áo bào đen đã đứng đó từ bao giờ. Lý Bán Chi lập tức biến sắc. Hơn 100 quan huyên vệ bất thình lình xuất hiện, phóng ra khí tức trói chặt cô gái kia lại. Nhưng Diệp Huyên lại phẩy tay bảo họ lui ra. Cô gái áo bào đen chậm rãi bước tới. Trong tiểu tháp, giọng chân yêu run rẩy vang lên, chính là nàng. Vương tộc, huyết mạch vương tộc chân yêu. Trời đất ơi, tiểu tháp khinh bỉ hừ mũi, chưa gì mà đã quéo càng rồi. Chân yêu cả giận gắt lên, người biết huyết mạch vương tộc là gì không? Nàng ta chính là yêu thú mạnh nhất chân yêu tộc, tiểu tháp, huyết với trả mạch, trước mặt tiểu chủ đều phải quỳ xuống thôi. Chân yêu, ngươi nên ra ngoài cho mở mang tầm mắt đi. Tiểu tháp, ngươi mắng ta là ếch ngồi đáy giếng đấy à? Chân yêu cười khẩy, chính mồm ngươi nói đấy. Tiểu tháp cười ruồi, ngươi biết yêu thú mạnh nhất là ai không? Là người nhà bọn ta hết, thứ chân yêu tộc các ngươi chỉ là muỗi trước mặt nàng. Chân yêu im lặng một hồi mới nói, giờ ta mới phát hiện ngươi khoác lác không kém gì chủ nhân ngươi. Tiểu tháp. Trong đại điện, Diệp Huyên nhìn cô gái áo bào đen đang từng bước đi tới, cảm nhận được cảm giác áp bách vô hình. Như đang có hàng triệu ngọn núi đè xuống. Cô gái kia dừng bước, ngươi hẳn cũng biết ta là ai. Diệp Huyên cười, chân yêu tộc. Cô gái áo bào đen, trông ngươi tự tin như vậy, hẳn là có chỗ dựa sau lưng. Diệp Huyên, đổi chỗ nói chuyện chứ. Cô gái áo bào đen, được. Nói rồi cả hai đồng loạt biến mất. Để lại Lý Bán Chi khẽ lắc đầu rồi rời đi. Nàng ta không chút nào sợ hãi. Bởi vì người kia sở hữu số lượng chỗ dựa không cách nào đếm xuể, nên tuyệt đối không chết được. Nơi nào đó trong hư không, Diệp Huyên và cô gái áo bào đen đứng đối diện cách nhau một khoảng xa. Cô gái chắp tay sau lưng, nói, ra tay đi. Diệp Huyên gật đầu rồi vươn tay phải ra. Vũ trụ trong phạm vi vô tận lập tức bị gấp thành một đường thẳng. Nói ra tay là ra luôn. Hai người cũng biết rõ trước mắt không thể thành thơi trò chuyện. Có muốn nói gì thì cũng phải tìm hiểu rõ thực lực của đối phương trước đã. Chiêu này của Diệp Huyên khiến cô gái áo bào đen nheo mắt lại, siêu thời không. Lại thấy hắn gọi kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay phải, không nói năng gì mà bổ kiếm xuống. Xoẹt. Một luồng kiếm quang lao thẳng về phía cô gái áo bào đen. Bàn tay phải vốn để sau lưng của nàng ta chợt siết lại, sau đó hóa thành một cú đấm tung ra theo bước chân đi tới. Quỳnh! Cú đấm vừa tung ra, lập tức có một lốc xoáy rộng đến vạn trượng xuất hiện trong vùng thời không bí ẩn. Diệp Huyên nhắm mắt lại khi nhận ra lốc xoáy này không thuộc về thời không hiện hữu, mà nằm trong siêu thời không. Sức mạnh của cô gái áo bào đen này có thể dung chuyển cả siêu thời không? Ầm ầm ầm. Quyền và kiếm mang va chạm, phát ra một vụ nổ sức mạnh khủng khiếp càn quét bốn phía. Diệp Huyên bị đẩy lui đi mấy chục nghìn trượng, nhưng cô gái áo bào đen kia chỉ bước lùi nửa bước. Một tầng ánh sáng đỏ nhạt lập lòe quanh thân, thay nàng ta chặn lại luồng sức mạnh kia. Nàng ta nhẹ nhàng vung tay lên, làm sóng sức mạnh tán loạn khắp nơi lập tức không còn tăm hơi. Nàng ta nói với Diệp Huyên, kiếm của ngươi rất đặc biệt, nhưng tiếc rằng ta là chân yêu, chỉ cần nó không trực tiếp chạm vào ta thì sẽ không thể làm gì được ta. Diệp Huyên không nói gì. Hắn cũng đã nhận ra. Nếu chỉ dựa vào kiếm khí và kiếm mang thì sẽ không thể đả thương được đối phương. Nhưng để kiếm tiếp xúc trực tiếp thì nàng ta chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội. Cô gái áo bào đen lại nói, ta rất ngạc nhiên. Không ngờ ngươi lại có khả năng tiến vào siêu thời không và gấp thời không hiện hữu như vậy. Ta chưa từng thấy năng lực này trước kia, ngươi quả thật bí ẩn vô cùng. Diệp Huyên cười, cô nương cũng làm ta kinh ngạc lắm. Cô gái áo bào đen, muốn chân yêu tộc chúng ta thần phục chẳng khác gì một sự sỉ nhục, một mối nhục phải dùng máu để rửa. Nhân loại, sẵn sàng chết chưa? Vừa dứt lời, nàng ta nắm tay phải lại. Quỳnh! Siêu thời không quanh người nàng ta bị vặn xoắn lại trong nháy mắt, phát ra một luồng sức mạnh khổng lồ như gió xoáy khiến Diệp Huyên cũng phải chao đảo. Hắn bèn nhắm mắt lại, kích hoạt cho huyết mạch phong ma trong cơ thể sôi trào. Đối mặt với cô gái chân yêu tộc quá mức đáng sợ này, hắn không dám che giấu thực lực nữa,
bằng không cứ để bị nàng ta hạ hiếp thì thật là mất mặt. Một luồng khí tức đáng sợ bị đẩy ra khỏi cơ thể hắn khi huyết mạch phong ma được kích hoạt. Đó là huyết mạch chi lực. Đã lâu lắm rồi hắn mới sử dụng lại huyết mạch phong ma. Cảm nhận được huyết mạch này, cô gái áo bào đen nhíu mày lại, huyết mạch chi lực đặc biệt thật. Diệp Huyên vung tay trái lên, đẩy vô số tín ngưỡng chi lực ra khỏi cơ thể, dung nhập vào kiếm Thanh Huyên. Huyết mạch phong ma thêm tín ngưỡng chi lực. Vẻ hưng phấn xẹt qua mắt cô gái, thú vị lắm. Xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Nàng ta lại nắm tay phải lại, khiến siêu thời không xung quanh chấn động kịch liệt. Sức mạnh thân xác khổng lồ khiến cho siêu thời không cũng không chịu nổi. Khóe miệng Diệp Huyên cong lên khi thấy vậy, hắn cũng muốn đánh một trận đã đời. Nhịn lâu lắm rồi, sắp phát bệnh rồi, phải giải phóng, cho một hồi thỏa thích. Khi huyết mạch chi lực và nhân gian tín ngưỡng lực đồng thời được thả ra, khí thế của Diệp Huyên đạt đến một đỉnh cao chưa từng có trước đây. Cảnh tượng này khiến cô gái áo bào đen nheo mắt lại đầy phấn khích, luồng sức mạnh hội tụ trong tay cũng ngày càng mạnh lên. Bỗng nhiên, Diệp Huyên bước tới trước, vung kiếm chém ra. Xoẹt! Một luồng kiếm mang đỏ quạch như máu lao tới. Cô gái áo bào đen cũng bước tới, tung cú đấm ra. Hai bên nghênh chiến trực diện. Quỳnh! Kiếm mang và quyền mang nổ tung, khiến siêu thời không bị bẻ cho móp méo đi. Diệp Huyên và cô gái áo bào đen đồng thời lui bước. Hắn bị đẩy lùi đi gần 100.000 trượng. Nhưng cô gái chỉ lùi chưa tới 10.000 đã dừng lại. Trên đời này đánh với ai khó hơn kiếm tu, chính là thể tu. Diệp Huyên dừng lại, đưa tay lên lau vết máu bên khóe miệng, ngẩng lên nhìn cô gái áo bào đen với sắc mặt xa sầm. Nàng ta hoàn toàn không hề hấn gì. Thân xác gì mà biến thái quá vậy? Nàng ta nhìn hắn, còn tuyệt chiêu gì không? Diệp Huyên gật đầu rồi vươn tay, kiếm Thanh Huyên run lên. Sau đó hắn biến mất. Kiếm kỹ vãng sinh. Chiêu thức đặc biệt này khiến cô gái nhíu mày trước khi lại bước tới tung cú đấm ra. Quyền mang ập xuống như thác, cản đường Diệp Huyên đang lao tới. Bởi vì đường kiếm này quá đặc biệt, nàng ta không dám lao ra hứng trọn. Vì nàng không dám chắc liệu cơ thể có thể chịu đựng nổi không. Diệp Huyên một lần nữa bị chặn đứng. Nhưng một khắc sau đó, quyền mang của cô gái áo bào đen lại biến mất từng chút một. Đôi mày cô gái nhíu lại, Diệp Huyên thừa thắng xông lên, lại bước tới vùng kiếm chém xuống. Kiếm quang trắng toát thoát cái đã ập đến trước mặt cô gái. Oanh! Nàng ta bị chém bay đi mười mấy nghìn trượng. Khi dừng lại, quầng sáng đỏ bao lấy nàng ta lại dần dần biến mất. Đây chính là kiếm kỹ vãng sinh. Thứ mà thân xác của nàng ta cũng không chịu đựng nổi. Cô gái áo bào đen ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, kiếm kỹ rất độc đáo. Hắn cười, nhưng vẫn không giết được cô. Cô gái áo bào đen lạnh nhạt nói, làm ta bị thương đã là kiêu ngạo cả đời của ngươi rồi. Diệp Huyên câm nín. Bà mẹ! Cô ả này to mồm thế nhỉ? Cô gái áo bào đen, chúng ta nói chuyện được rồi. Diệp Huyên, nói gì? Cô gái áo bào đen nhìn xuống bên dưới, ta đã cho người điều tra, biết quy mô thư viện Quan Huyên của ngươi cũng không phải nhỏ, nên các ngươi hãy quy thuận chân yêu tộc chúng ta đi. Quy thuận chân yêu tộc. Diệp Huyên ngớ ra, cô muốn thư viện Quan Huyên quy thuận chân yêu tộc. Cô gái áo bào đen, phải, chỉ có thế thì các ngươi mới còn mạng mà sống. Diệp Huyên lắc đầu cười, vậy là không định thương lượng gì hết đúng không? Cô gái áo bào đen nhìn hắn, ta cho ngươi 3 ngày để suy nghĩ. Khi ấy ta sẽ đến nơi này một lần nữa, nếu ngươi không đưa ra câu trả lời khiến ta hài lòng thì sẽ phải hối hận. Ta cam đoan đấy. Rồi nàng ta không nói gì nữa mà xoay người biến mất giữa tinh không. Muốn hắn đầu hàng ư? Diệp Huyên lắc đầu, đương lúc chuẩn bị xoay người rời đi thì bỗng nhìn sang một bên, thấy một cô gái đứng ở đó. Là Tiểu Tịnh. Đầu lĩnh thổ phỉ. Bắt được ánh nhìn của Diệp Huyên, cô bé chớp chớp mắt nói, ta không thấy gì hết nha. Hắn cười hỏi, ở thiện viện thấy thế nào? Tiểu Tịnh vừa đi đến vừa mỉm cười, cũng tốt, có cái là Cổ Nhiễm tỷ tỷ hiền quá nên lúc nào cũng bị ăn hiếp. Diệp Huyên nhíu mày, bị ăn hiếp. Tiểu Tịnh,
huynh không phải lo. Có ta ở đây, ai đụng tới tỷ ấy đều phải chết. Diệp Huyên im lặng một hồi mới hỏi tiếp, đã khôi phục ký ức hết chưa? Tiểu Tịnh mở to mắt, chưa? Diệp Huyên lắc đầu cười, đến tìm ta có việc gì không? Tiểu Tịnh, ban nãy là ai vậy? Diệp Huyên, chân yêu tộc. Tiểu Tịnh, ta giúp huynh đánh nàng, bù lại huynh giúp ta một việc. Diệp Huyên nhìn cô bé, thắng được sao? Tiểu Tịnh cười, có thể thử. Diệp Huyên câm nín. Má! Hình như hắn đánh giá thấp con bé này rồi. Nếu hắn mà biết cha đã cho cô bé vài giọt huyết mạch phong ma thì đã không đánh giá thấp cô bé rồi. Tiểu Tĩnh nghiêm mặt, thì ta giúp huynh đối phó nàng ta, huynh cho ta lại một vài phúc lợi, không có gì là quá đáng chứ. Diệp Huyên tò mò, thế muội muốn gì? Tiểu Tĩnh, vào nội các. Diệp Huyên lắc đầu ngay, không được. Trời đất ơi! Cho con bé này vào nội các á? Để sau này hắn không có mặt thì thư viện thành cái nồi cháo heo hay gì. Con bé này nguy hiểm lắm chứ không đùa đâu. Nếu không có hắn và Thanh Khâu trấn giữ thư viện thì nó đã sớm tác oai tác quái rồi. Tiểu Tịnh lại nói, vậy huynh cho ta mượn tiểu tháp chơi đi. Tiểu tháp, Diệp Huyên nhìn cô bé, muội muốn dùng nó để tu luyện sao? Tiểu Tịnh nhe răng, chơi thôi ý. Diệp Huyên nghĩ nghĩ, bao lâu? Tiểu Tịnh, một tháng. Một tháng. Diệp Huyên bật cười, nhưng muội có chắc sẽ thắng được người kia không? Tiểu Tịnh, không biết nữa, nhưng mà ta không sợ nàng ta, có thể chơi với nàng một tí. Diệp Huyên vươn tay, đẩy tiểu tháp sang cho cô bé. Tiểu Tịnh cười tâu, cảm ơn đại ca. Diệp Huyên gọi lại, Tiểu Tịnh này. Thấy cô bé nhìn lên, hắn cười nói, cho dù muội có giúp ta hay không, ta cũng sẽ cho muội mượn. Tiểu Tịnh gật đầu, cảm ơn. Diệp Huyên lại nói, hứa với ta một điều, sau này cho dù xảy ra chuyện gì, thư viện cũng sẽ không phụ bạc muội, hy vọng muội cũng có thể như vậy. Tiểu Tịnh chớp mắt, đại ca yên tâm, ta không có thích làm phản đâu mà. Diệp Huyên cười, vậy thì tốt. Tiểu Tịnh nhoẻn cười rồi xoay người đi, tháng sau ta trả tiểu tháp cho huynh. Diệp Huyên nhìn theo bóng lưng cô bé, tấm tắc nói, nhà đầu này. Rồi hắn không nghĩ ngợi nhiều nữa mà trở về thư viện. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trong đại điện, nhắm mắt lại. Hắn vừa mới nhận ra một vấn đề mấu chốt, đó là từ đầu đến cuối trận đánh kia, hắn không hề phá vỡ được lớp phòng ngự của đối phương. Kiếm Thanh Huyên mạnh thì rất mạnh, nhưng nếu không thể tiếp xúc trực tiếp với đối thủ thì cũng không cách nào gây tổn thương lên thân xác đối phương. Nhất là khi bên kia là thể tu. Diệp Huyên chợt không biết phải làm sao. Bản thân hắn cũng từng tu luyện thể xác, phải thừa nhận một thể xác mạnh mẽ quả thật là biến thái. Vừa thối vừa cứng, hệt như tảng đá trong hố xí vậy. Hắn nghĩ mãi mà không ra phương pháp nào để chống lại thân xác quá mạnh mẽ của cô gái áo bào đen kia, mà đối phương cũng mang lòng đề phòng, tuyệt đối không đánh cận chiến với hắn. Thời gian trôi như thoi đưa, chớp mắt đã qua 3 ngày. Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng thì mở mắt ra rồi thoát cái biến mất, xuất hiện lại trong một vùng tinh không. Cô gái áo bào đen của chân yêu tộc cũng đến. Diệp Huyên, cô đúng giờ đấy. Nàng ta lãnh đạm hỏi, đáp án của ngươi là gì? Quy thuận hay chết? Đúng lúc này, có một cô bé chậm rãi bước đến. Tiểu Tịnh. Diệp Huyên ngẩn ra, không ngờ cô bé nói đến là đến thật. Tiểu Tịnh nói với cô gái áo bào đen, đến thứ côn đồ như ta mà cũng phải ngoan ngoãn học làm người ở thư viện, thì ai cho mi cái gan chó đến gây sự hả? Diệp Huyên. Cô gái áo bào đen, ngươi là cái thá gì? Tiểu Tịnh nhăn nhở cười, mặt mũi mi cũng khá đấy, lột xuống làm đồ chơi là phù hợp nhất. Cô bé siết tay lại, để một luồng sức mạnh khổng lồ tuôn trào ra, sau đó là một bàn tay khổng lồ đỏ máu vút qua không gian. Siêu thời không vỡ thành từng mảnh vụn. Cô gái áo bào đen nheo mắt lại, vung tay đấm ra. Cứng đối cứng. Ầm. Theo tiếng nổ đinh tai vang lên, cả hai bị đẩy lùi lại chừng mấy chục nghìn trượng mới dừng lại. Diệp Huyên chân chối nhìn Tiểu Tịnh đầy hoảng sợ. Con bé này mạnh dữ vậy sao? Tiểu Tịnh đó giờ đều vô cùng khiêm tốn, không có cơ hội thật sự để ra tay. Nên hắn mới đánh giá thấp năng lực của nàng.
không ngờ cô bé khiêm nhường như vậy là vì đã có Diệp Thanh Thanh và Thanh Khâu. Có hai vị đại thần ấy ở đây, Tiểu Tịnh chỉ còn biết cúi đầu mà thôi. Cô gái áo bào đen cao này nhìn Tiểu Tịnh, ngươi là ai? Tiểu Tịnh nhe răng, người đứng thứ hai thiện viện của thư viện Quan Huyên. Cô gái áo bào đen, cái thư viện còn con ấy không ngờ cũng có người tài. Tiểu Tịnh lắc đầu, năm ấy ta cũng từng phách lối như mi, nhưng bây giờ, hầy. Khuyên mi một câu, lo đầu hàng cho lẹ đi, bằng không đợi đại ca ta gọi người đến thì mi hết đường sống. Ta cho mi hay, muội muội của huynh ấy xấu tính gần chết, gặp phải nàng ấy thì mi với cả cái chân yêu tộc kia cũng xong đời. Cô gái áo bào đen chỉ lạnh lùng đáp, vậy sao? Tiểu Tịnh thở dài, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Rồi cô bé bước tới, tung cú đấm về phía cô gái áo bào đen. Cú đấm khiến không gian bốn bể hóa thành biển máu. Diệp Huyên thì cau mày khi nhận ra mùi của huyết mạch phong ma từ Tiểu Tịnh. Cô gái áo bào đen thấy cú đấm của Tiểu Tịnh thì đanh mặt lại, cả người chuyển động, tay phải hóa thành một cánh tay ầm ầm rộng ra một cú đấm. Duyên! Huyết quang bùng nổ. Tiểu Tịnh và cô gái áo bào đen cùng lui bước, gương mặt Tiểu Tịnh vặn vẹo khi dừng lại, cả người tỏa ra ác khí. Cô bé đánh tới phát giận rồi, cô gái áo bào đen cũng nổi đóa, lạnh lùng nói với Tiểu Tịnh, ta sẽ đập về đầu mi. Rồi nói với Diệp Huyên, cả ngươi nữa. Diệp Huyên chỉ đáp, chả sợ. Thấy nàng ta nhìn mình chằm chằm, hắn nói, chả sợ thật, ta không biết vì sao nữa, nhưng mà cứ là thong dong thế đấy, tức chưa? Những lời này của Diệp Huyên khiến sắc mặt cô gái áo bào đen xa sầm. Đây là khiêu khích trắng trợn. Đối với toàn thể chân yêu tộc. Nàng ta lạnh lùng liếc hắn, cứ cười đi, đợi một lát rồi muốn khóc cũng không được. Rồi vọt về phía người nàng ta đang muốn bóp chết nhất không phải Diệp Huyên mà là tiểu nha đầu Tiểu Tịnh. Tiểu Tịnh cong khóe môi lên đầy dữ tợn, cô bé bước tới trước, đấm về phía cô gái. Cả hai giao chiến trực tiếp. Diệp Huyên không nhúng tay vào, bởi hắn biết Tiểu Tịnh sẽ không muốn hắn làm vậy. Nha đầu này cũng kiêu ngạo lắm đấy. Phải công nhận một điều rằng Tiểu Tịnh rất mạnh khi cô bé chưa một lần rơi vào thế hạ phong khi đối chiến với cô gái áo bào đen. Rất đáng gờm. Nha đầu lợi hại thật. Cũng đáng để đào tạo trọng điểm đây. Khóe môi Diệp Huyên vỉnh lên khi nghĩ đến điều này. Hai bên đối thủ lao vào đấu đá nhau hung dữ vô cùng. Không ai chịu thua ai. Tiểu Tịnh tuy không bằng cô gái áo bào đen về mặt thể xác nhưng thực lực lại không hề thua kém, tốc độ lại càng vượt qua nàng ta, vì vậy mới có thể đánh ngang tài ngang sức. Nhưng bù lại thì cô bé khó lòng mà giết được đối phương. Bởi vì thân xác cô gái áo bào đen thật sự là quá khủng khiếp. Thế là hai bên giằng co không ngừng nghỉ. Bỗng dưng có hàng chục luồng khí tức bí ẩn xuất hiện bốn phía. Diệp Huyên nhíu mày. Đây là khí tức yêu thú. Xem ra cô gái áo bào đen kia không đến đây một mình rồi. Vậy là muốn đánh hội đồng đúng không? Sắc mặt hắn bình tĩnh như nước. Cường giả chân yêu tộc ở xung quanh cũng chưa ra tay. Bỗng nhiên Tiểu Tịnh và cô gái áo bào đen tách ra khi một luồng sức mạnh khủng khiếp bùng nổ giữa cả hai như gió xoáy. Quỳnh. Siêu thời không chấn động rồi bị bóp méo đi. Cô gái áo bào đen nhìn Tiểu Tịnh với sắc mặt hung tợn. Tiểu Tịnh cười mỉa, phải nói là ta thích nhìn cái biểu cảm muốn giết ta mà giết không được của mi ghê. Cô gái áo bào đen siết tay lại, để lớp vảy bao quanh cơ thể chuyển động. Tiểu Tịnh nói với Diệp Huyên, đại ca, muội mượn kiếm. Diệp Huyên cười, được. Kiếm Thanh Huyên biến mất khỏi tay hắn, xuất hiện lại trong tay Tiểu Tịnh. Cô bé nhìn nó cười, kiếm đỉnh. Rồi lại giễu cợt cô gái áo bào đen, còn mi chỉ là cái đinh. Diệp Huyên đen mặt. Con bé này thích đấu khẩu vậy nhỉ? Cô gái áo bào đen nhìn hắn, người đã thích chơi hèn thì đừng trách. Nàng ta vẫy tay, lập tức có hàng loạt khí thức hùng hậu khóa chặt lấy Diệp Huyên và Tiểu Tịnh. Hắn nhíu mày, không một chọi một nữa à? Cô gái áo bào đen, một chọi một hay nhiều chọi một, không phải lựa chọn thế nào đều nằm trong tay ta sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng là quyền của cô, nhưng ta đề nghị cô chọn cái trước. Cô gái áo bào đen, nếu ta không muốn. Tiểu Tịnh cười gian, thì cái bản đồ chân yêu tộc này sẽ chấm dứt sớm thôi.
Cô gái áo bào đen không hiểu nên nhíu mày, nhưng vì không muốn nhiều lời với Tiểu Tịnh nên cũng không hỏi. Nàng ta không nghĩ ngợi nữa, nói với Diệp Huyên, ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi không biết quý trọng, đã thế thì ta chỉ có thể giết ngươi mà thôi. Rồi nàng ta siết tay lại, nhưng chưa kịp động thủ thì có tiếng bước chân vọng tới. Những âm thanh rất nhẹ, nhưng ai nấy đều nghe được. Diệp Huyên nhìn lại cách đó không xa, thấy một cô gái mặc váy trắng, bên hông dắt hồ lô rượu đang đi đến. Hắn nhoẻn cười. Là đồ. Tiểu Tịnh tỏ ra ngạc nhiên khi thấy nàng ấy. Cứ tưởng người xuất hiện sẽ là Diệp Thanh Thanh, nào ngờ lại không phải. Cô bé quan sát đồ với vẻ nghi ngờ, tự hỏi người này thắng được cô ả áo đen kia sao? Cô gái áo bào đen cũng đang quan sát đồ, vì nàng ta không nhìn thấu được người này. Đồ trực tiếp làm lơ đối phương mà đi đến trước mặt Diệp Huyên, nghe hắn cười nói, lâu rồi không gặp. Nàng ấy gật đầu, đúng là đã rất lâu. Diệp Huyên, lần này muội ở lại bao lâu? Đồ cười, tùy tình hình. Diệp Huyên, vậy ra muội đã đến từ sớm à? Đồ gật đầu. Diệp Huyên cười cười, chưa kịp nói thì bị cô gái áo bào đen ngắt ngang, người chính là người sau lưng hắn. Ánh mắt đồ mới chuyển sang nàng ta, phải. Cô gái áo bào đen cười nhạt, một mình ngươi mà đủ sao? Đồ lạnh nhạt đáp, thử là biết chứ gì. Nói rồi nàng ấy biến mất. Đồng tử cô gái áo bào đen rụt lại, chưa kịp ra tay thì đã bị một thanh kiếm đâm xuyên ngực. Ầm. Tiếng nổ vang lên, vảy trên người nàng ta vụn vỡ thành bột phấn, kiếm của đồ đâm thủng thân thể, đập nát nội tạng nàng ta. Bốn bề lặng phắc như tờ. Cường giả chân yêu tộc sững sờ. Cô gái áo bào đen cũng vậy. Tiểu Tịnh thì không khỏi nhìn Diệp Huyên, má ơi, sao muội muội nào của đại ca cũng biến thái quá vậy? Xa ra thì mình hơi tạ thì phải. Cô gái áo bào đen nhìn đồ đầy khó tin, ngươi. Đề lạnh nhạt, đã thấy đủ chưa? Cô gái áo bào đen như người mất hồn, không thể nào. Sao ngươi có thể phá lớp phòng ngự của ta dễ dàng như vậy? Đồ lạnh lùng, chỉ có một lý do, vì ngươi quá yếu. A! À, cô gái áo bào đen thét lên, thân thể run rẩy kịch liệt rồi nhòe đi, hóa thành một con yêu thú khổng lồ trước mắt mọi người. Nó có hình dáng như con phượng, từ đầu đến chân đều đen tuyền, tỏa ra uy áp khủng khiếp. Diệp Huyên thấy vậy thì nhíu mày. Đã ăn kiếm của đồ mà còn biến hình được sao? Sống dai thật chứ. Thấy đồ nhìn mình, cô gái áo bào đen ngửa đầu gầm lên khiến siêu thời không sôi trào. Mà đồ chỉ nâng tay hô kiếm. Xoẹt. Những người khác còn chưa kịp phản ứng thì đầu cô gái áo bào đen đã bay ra ngoài, máu bắn trăm trượng. Thân thể yêu thú của nàng ta cũng khuỵu xuống. Các cường giả chân yêu tộc đã hóa đá toàn bộ. Chết rồi ư. Chỉ thế thôi ư. Tiểu Tịnh nhìn đồ, lắc lắc đầu. Mạnh quá. Đồ lại nhìn sang cường giả chân yêu tộc, bọn họ biến sắc, bỗng có một lão già bước ra, cung kính thi lễ với đồ và Diệp Huyên, tham kiến Diệp công tử và cô nương. Diệp Huyên, ông đến từ chân yêu tộc. Lão già vội đáp, phải. Diệp Huyên, người vừa nãy là tộc trưởng các người. Lão già lắc đầu, không, chỉ là thiếu tộc trưởng. Diệp Huyên, ông bước ra làm gì? Lão già vội nói, Diệp công tử, đây chỉ là một hiểu lầm tai hại. Diệp Huyên lắc đầu, ta không nghĩ vậy. Người của các ông muốn giết thư viện quan huyên của ta mà nói là hiểu lầm. Lão già cười khổ, chân yêu tộc sẵn lòng xin lỗi Diệp công tử. Diệp Huyên lại lắc đầu, chưa kịp nói gì thì đồ đã vung kiếm. Xoẹt. Lão già bay đầu. Kiếm quang không dừng lại mà quét ngang một vòng, hàng loạt cái đầu của cường giả chân yêu tộc bay đi luôn. Tất cả đều bị giết. Bốn bề trở về yên tĩnh. Đồ nói với Diệp Huyên, về thư viện một chuyến. Hắn cười đáp, được. Rồi hai huynh muội xoay người đi xuống. Thấy đồ nhìn mình, Tiểu Tịnh nói ngay, cùng phe. Cùng phe. Đồ mới thu tầm mắt về, biến mất cùng Diệp Huyên. Tiểu Tịnh thở dài sau một hồi im lặng, khéo mình là đứa yếu nhất trong số muội muội của huynh ấy mất. Ai, nhức cái đầu ghê. Chân yêu tộc. Trong một đại điện nọ, một người phụ nữ xinh đẹp chậm rãi mở mắt. Đó cũng là lúc một lão già hớt hơ hớt hải chạy vào bẩm báo tộc trưởng.
thiếu tộc trưởng và nhóm cổ trưởng lão đã. Bà ta thì thầm, ta biết rồi. Thế là lão già im lặng nhìn bà ta. Người phụ nữ đứng dậy đi về phía cửa, nhìn về chân trời, không ngờ lần này nàng đi lại là vĩnh biệt. Đối phương tàn nhẫn xiết bao, trực tiếp xóa sổ, không cho nàng cơ hội bước vào quy khư chi địa. Lão già hạ giọng, ta đã điều tra, thanh niên kia tên là Diệp Huyên, là viện trưởng thư viện Quan Huyên đến từ vũ trụ cùng tên. Thư viện Quan Huyên. Người phụ nữ nhắm mắt lại, ta muốn hắn đền mạng. Lão già do dự, nhưng cô gái sau lưng hắn. Người phụ nữ không đáp, chỉ lặp lại, ta muốn hắn phải chết. Lão già im lặng. Người phụ nữ, liên lạc lính đánh thuê của thần chủ cho ta, hỏi họ có đồng ý giao dịch lớn này hay không. Bà ta thoáng dừng lại, 2 tỷ bà sa tinh. 2 tỷ. Lão già biến sắc. Không phải vì con số 2 tỷ mà là vì đoàn lính đánh thuê của thần chủ. Bọn họ là những người rất đáng sợ sinh sống bên rìa vũ trụ, cấp thấp nhất cũng đã đến đạo pháp cảnh. Người phụ nữ nhìn lão, đi đi. Lão ta vội vàng thi lễ rồi xoay người biến mất. Để lại người phụ nữ nhìn về chân trời với ánh mắt lạnh căm. Thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên và đồ cùng nhau tản bộ trên quảng trường, nơi mười mấy nghìn học viên đang nghe giảng gần đó. Bọn họ ngồi xếp bằng trong trật tự, không hề có một âm thanh ồn ào nào. Giọng nói của vị đạo sư bao trùm khắp tất cả nhờ có sự giúp đỡ của huyền khí. Đồ ngắm nhìn một hồi, thì thầm, ban đầu khi huynh nói muốn xây dựng thư viện, ta cứ tưởng huynh nói đùa. Diệp Huyên cười, ta cũng không ngờ nó sẽ phát triển đến mức độ này. Thế lực của thư viện Quan Huyên hiện nay đáng sợ vô cùng, đã trải rộng đến mức chính bản thân hắn cũng không biết nó đã thâu tóm được bao nhiêu vũ trụ. Nhiều quá đếm không xuể. Nhưng từ đó cũng sinh ra nhiều vấn đề nên hắn đã cho ngừng khuếch trương quy mô, thay vào đó thì cùng nhóm Lý Bán Chi tập trung quản lý những vũ trụ hiện có thật tốt. Bằng không cứ tiếp tục thôn tính thì cũng có ngày vỡ bụng. Đồ, mấy hộ vệ bảo vệ huynh không tệ nhưng còn chưa đủ mạnh, cần ta giúp không? Diệp Huyên mừng như mở cờ trong bụng, tất nhiên rồi. Hắn biết đồ đang nói về Quan Huyên vệ. Những người này do Thanh Khâu đích thân huấn luyện nên sức mạnh và tâm lý đều thuộc hàng đầu, nhưng nếu đem so với toàn bộ vũ trụ thì vẫn còn hơi yếu thế. Giống như lần đối mặt với chân yêu tộc này chẳng hạn, thực lực của họ vẫn còn kém một phần. Đồ nhìn quanh một phen. Bình phẩm, thư viện cũng khá đấy, có thể phát triển tốt hơn. Rồi vươn tay vỗ vai Diệp Huyên bồm bộp. Làm hắn không biết phải nói gì. Rốt cuộc ta là đại ca hay tiểu đệ của muội đấy. Đồ lại nói, đánh một trận đi. Không đợi Diệp Huyên đáp lại, nàng ấy đã mang hắn đến một vùng hư không khác. Đồ nhìn vào mắt hắn, đến đây. Diệp Huyên tuy không muốn lắm nhưng vẫn không từ chối. Bàn tay hắn mở ra rồi nắm lại, lập tức khiến thời không xung quanh bị gấp lại. Đồ vẫn bình chân như vậy. Diệp Huyên bước tới, rút kiếm chém ra. Xoẹt. Kiếm quang tuôn trào như thác. Đồ cũng xuất kiếm. Ầm. Kiếm quang bùng nổ, cả Diệp Huyên lẫn kiếm bị đánh bay đi cả chục nghìn trượng. Khi dừng lại, hắn chỉ biết cười khổ. Đồ nói, phương pháp gấp của huynh không tệ. Nhưng huynh còn có thể làm tốt hơn, như gấp siêu thời không chẳng hạn. Rồi nàng ấy đưa hắn tiến vào siêu thời không. Diệp Huyên nhìn khắp nơi, hạ giọng nói, muốn gấp siêu thời không đâu phải chuyện dễ. Trước kia hắn cũng từng có ý định này, nhưng việc này thật sự là quá khó, cho dù thần hồn có được tăng cường lên nhiều lần vẫn không thể làm được. Đồ nhìn bốn phía một lượt rồi gọi, ra đây. Diệp Huyên ngẩn ra, một ông lão bỗng xuất hiện trước mặt cả hai. Diệp Huyên hỏi, ông là ai? Ông lão mỉm cười, tại hạ là siêu thời không chi chủ, trưởng quản không gian siêu thời không, xin bái kiến Diệp công tử. Ông ta làm sao lại không biết Diệp Huyên cho được? Ai bảo hắn cứ thường xuyên lui tới làm chi? Mà mỗi lần đều mang theo một muội muội khác nhau. Cũng không biết hắn đào đâu ra mà nhiều vậy, đã thế ai nấy cũng đều đánh nhau rất giỏi. Siêu thời không chi chủ ư? Diệp Huyên trố mắt ra, hết nhìn ông ta đến nhìn đồ, nghe nàng ấy nói, ông ta có cách giúp huynh. Hắn bèn ôm quyền với ông lão, vậy ta xin đa tạ tiền bối. Đối phương im lặng. Còn chưa nói có giúp hay không cơ mà.
Đồ nhìn ông ta, không ngại giúp việc nhỏ này chứ. Siêu thời không chi chủ cười, dĩ nhiên. Đừng nói chi nữ kiếm tù bí ẩn này, cho dù chỉ là Diệp công tử cũng đáng để kết giao, vì vậy ông ta cũng không làm khó dễ gì. Dẫu sao thì với người đạt đến trình độ của họ, mạng lưới giao thiệp là tối quan trọng mà. Quá mức quan trọng là đằng khác. Hôm nay ông ta giúp Diệp Huyên, về sau nếu có việc cần, chẳng lẽ hắn lại mặt dày từ chối. Siêu thời không chi chủ đi tới, cười nói, sở dĩ Diệp công tử không gấp được siêu thời không là vì cậu chưa thoát khỏi nó, giống như nhân vật trong trang giấy thì làm sao có thể gấp nó được chứ. Diệp Huyên, ý ông là ta phải tiến vào thời không ám giới mới làm được. Ông lão, đúng thế. Thời không ám giới. Hắn đã cùng Thanh Nhi váy trắng đi đến đó, cũng biết rõ đó là nơi mình tạm thời chưa thể vào. Ông lão chỉ cười, Diệp công tử yên tâm, ta có quen biết với người đứng đầu thời không ám giới, gã sẽ nể mặt thôi. Thời không ám giới chi chủ. Diệp Huyên cười tâu, vậy cảm ơn ông. Ông lão, chuyện nhỏ thôi. Sau đó đưa Diệp Huyên tiến vào thời không ám giới. Hắn vừa đặt chân vào đã cảm nhận được một thứ sức mạnh đáng sợ đến từ mật độ vật chất nơi này, khiến thân thể hắn hiện tại cũng khó lòng chịu đựng. Nhưng khi đồ đặt tay lên vai hắn, những vật chất kia lập tức tản ra. Diệp Huyên thở phào một hơi. Siêu thời không chi chủ nói, ám giới chủ, Diệp công tử đã đến rồi, còn không ra đây. Vừa dứt lời, đã có một người đàn ông trung niên xuất hiện. Gã liếc nhìn siêu thời không chi chủ một cái rồi mới gật đầu với Diệp Huyên, Diệp công tử. Diệp Huyên, ta muốn mượn thời không ám giới để tu hành, không biết tiền bối có cho không? Ám giới chủ gật đầu, được. Thấy Diệp Huyên nhìn mình, ông lão nói ta sẽ cho Diệp công tử một phương pháp tu luyện, giúp cậu dễ dàng dung nhập vào siêu thời không hơn, sau đó có thể gấp nó. Ông ta khép tay lại, để một tia sáng trắng bay vào đầu Diệp Huyên. Thân hình hắn run lên khi một phương pháp tu luyện xuất hiện trong đầu. Đó là cách gấp siêu thời không? Một hồi sau, hắn mở mắt ra, nhưng nghĩ đến điều gì mà hỏi hai người kia, hai vị đều là người đạo môn. Siêu thời không chi chủ gật đầu cười, chính xác. Người đạo môn. Diệp Huyên im lặng, không ngờ hai người này đều là người đạo môn. Xem ra nơi ấy có rất nhiều cường giả tuyệt thế không hề nổi danh. Diệp Huyên lấy cái ấn kia ra hỏi, vậy hai vị biết thứ này không? Hai người kia thấy ấn thì liếc nhau một cái rồi thi lễ với hắn. Diệp Huyên cười, có rất nhiều người đạo môn không biết nó ấy. Siêu thời không chi chủ cười khổ, ấn này đại diện cho chủ nhân. Diệp công tử có nó trong tay thì có thể xuyên qua bất kỳ thời không nào, bao gồm siêu thời không và thời không ám giới. Ồ! Diệp Huyên ngạc nhiên, làm vậy được luôn sao? Siêu thời không chi chủ, đúng vậy. Diệp Huyên thúc giục cái ấn trong tay, lập tức có thời không ám giới chậm rãi lan tràn bốn phía. Siêu thời không chi chủ cười, ấn này có khí tức của chủ nhân nên cực kỳ đặc biệt, có thể trấn áp bất kỳ ai trong đạo môn. Người ngoài không nhận ra có lẽ vì họ không biết chủ nhân là ai, bằng không tuyệt đối sẽ không phủ nhận. À, là không dám không nhận mới đúng. Diệp Huyên thắc mắc, vì sao lại thế? Siêu thời không chi chủ nhân tặng nó cho cậu chắc chắn có dụng ý riêng, mà ý chí của chủ nhân thường đại diện cho thiên đạo chí cao vô thượng, ai không tuân theo tức đang nghịch thiên tạo phản. Không phải ai cũng có thể chịu đựng nhân quả này đâu. Thiên đạo chí cao vô thượng. Diệp Huyên gật gù, ta hiểu rồi. Quả nhiên là vậy, chủ nhân bút đại đạo đại diện cho ý chí thiên đạo. Phải là người càng mạnh mới càng biết y đáng sợ nhường nào. Diệp Huyên lại hỏi, nếu ta muốn gấp thời không ám giới thì phải tiến vào thời không cao hơn nữa đúng không? Ám giới chủ gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên, vậy đó là thời không nào? Hư chân à? Ám giới chủ lắc đầu, đó chỉ là thời không cao cấp nhất được biết đến hiện nay mà thôi. Nó nằm trên thời không ám giới, là một nơi rất bí ẩn, ngay cả ta cũng không thể vào. Diệp Huyên quay phát lại nhìn đồ, nghe nàng ấy hỏi, muốn đi xem thử không? Hắn gật đầu, muốn. Siêu thời không chi chủ vội nói, chúng ta cũng muốn theo. Đồ gật đầu, được. Hai người kia nghe vậy thì mừng rỡ. Đồ ngẩng đầu, vung tay, phóng một thanh kiếm bay vút đi. Xoẹt.
Một lỗ hổng bị xé toạc trong thời không ám giới, nàng ấy đưa mọi người biến mất. Ầm. Trong nháy mắt, Diệp Huyên chợt thấy có hàng loạt hình ảnh kỳ lạ lướt qua trước mắt, tựa như đến từ những thế giới nào đó, nhưng lướt qua quá nhanh nên hắn không nhìn rõ. Sau đó tất cả hình ảnh biến mất. Bốn người xuất hiện trong một vùng thời không kỳ lạ ngập trong sương mù và ánh sao kỳ quặc. Siêu thời không chi chủ và thời không ám giới biến sắc khi nhận ra thân thể đang dần biến mất. Họ vội vận sức mạnh, rồi kinh hãi phát hiện làm vậy cũng vô ích. Đồ vung tay lên, kiếm quang tản ra khiến thời không rúng động rồi lan tỏa khắp nơi. Hai người kia thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Đồ tò mò nhìn ngó, đây là thời không hư chân sao Thanh Nhi. Đồ gật đồ, phải, nơi này nửa thật nửa giả. Mật độ vật chất thời không rất đậm đặc, còn có thể xóa sổ tất cả, chỉ có một ít sinh linh đặc biệt mới sống được. Nàng ấy chỉ vào những ngôi sao ở xa, thấy chúng không? Diệp Huyên gật đầu, thấy. Đồ, chúng đến từ mấy chục tỷ năm trước. Diệp Huyên sửng sốt. Đồ giải thích, đó là lúc thời không này ra đời, cắn nuốt mọi thứ. Những ngôi sao kia là những hành tinh bị nó thôn phệ. Bây giờ huynh thấy ánh sáng của chúng, nhưng bản thể của chúng đã bị xóa sổ từ mấy chục tỷ năm trước rồi. Diệp Huyên im lặng. Bỗng nhiên có một luồng khí tức khủng khiếp xuất hiện từ đâu không biết mà đang lan tràn đến gần. Diệp Huyên đanh mặt lại, hắn chưa từng cảm nhận uy áp nào đáng sợ như vậy. Đồ kéo tay hắn, cần gì phải sợ, có tỷ ở đây bảo vệ rồi. Hả? Thấy Diệp Huyên tròn mắt ngó mình, đồ quay mặt đi, ta lỡ lời. Diệp Huyên, này mà là lỡ lời à? Mặt Diệp Huyên đen xì. Nhà đầu này rõ ràng đang xem hắn như đệ đệ chứ còn gì nữa. Không được, gì chứ bối phận là không có ngang ngược như vậy được. Luồng khí tức khủng khiếp kia vẫn lởn vởn xung quanh, nhưng đối phương không hề hiện thân. Đồ lạnh lùng trừng mắt, cút. Nàng ấy vung tay lên, phóng một thanh kiếm bay véo ra. Xoẹt. Có tiếng xé rách vang lên khi thời không hư chân bị thủng một lỗ lớn, sau đó là tiếng hét thảm thiết vọng đến từ nơi rất xa. Khí tức kia lập tức biến mất. Siêu thời không chi chủ và ám giới chủ đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì khí tức kia thật là đáng sợ. Nếu đối phương ra tay thì bọn họ chỉ có con đường chết. Hai người nhìn nhau, chỉ thấy được nỗi sợ hãi và bất lực trong mắt người kia. Bất lực sâu đậm. Họ vốn cho rằng mình đã là cường giả đứng đầu, gần như không có đối thủ trừ một vài người đặc biệt, nhưng bây giờ lại phát hiện ra trên đời này còn quá nhiều cường giả chưa được biết đến. Chỉ là họ chưa tiếp xúc được đến độ cao ấy mà thôi. Đúng là ếch ngồi đáy giếng mà. Hai người buông tiếng thở dài trong lòng, cảm thán câu nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên quả nhiên là đúng. Diệp Huyên lên tiếng, Thanh Nhi, ban nãy là gì vậy? Đồ Từ Tốn giải thích, một sinh linh đặc thù sống tại đây, nó thấy chúng ta đến gần địa bàn nên đang uy hiếp thôi. Diệp Huyên thì thầm, ra là thế. Đồ, đi thôi. Rồi nàng ấy đưa mọi người về lại thời không ám giới. Đồ nói với Diệp Huyên, huynh tu luyện đi. Hắn gật đầu, được. Rồi ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện tâm pháp siêu thời không kia. Mục đích chính của nó là giúp hắn hiểu rõ về siêu thời không rồi dung nhập vào nó, tuy nhiên cho dù có làm được thì cũng chưa thể gấp lại, bởi vì khi ấy lại cần phải tiến vào thời không ám giới. Việc này với hắn mà nói còn dễ hơn ăn cháo. Đồ nhìn Diệp Huyên tu luyện với nụ cười trên môi. Siêu thời không chi chủ và ám giới chủ liếc nhau một cái rồi lui xuống. Bờ vực vũ trụ. Một cô gái lẳng lặng đứng trên đỉnh tòa tháp treo leo vạn trượng, sau lưng là áo choàng đen tung bay theo gió. Bên hông nàng dắt một thanh loan đao. Một người đàn ông đeo mặt nạ bạc xuất hiện, nhăn nhở cười, báo cáo lão đại, có một đơn hàng trị giá 2 tỷ bà sa tinh. 2 tỷ lận, ha ha ha. 2 tỷ. Cô gái quay lại, nàng cũng đeo mặt nạ nhưng chỉ che nửa bên mặt, dù vậy cũng có thể nhìn ra là một trang mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. 2 tỷ. Nàng lãnh đạm hỏi, khách hàng là ai? Người đàn ông, chân yêu tộc. Chân yêu tộc. Cô gái nhíu mày, chân yêu tộc cũng có chút tiếng tăm, nàng đã từng nghe qua.
Tổ tiên họ từng đặt chân ở vũ trụ biên duyên này, lại xây dựng được danh tiếng không nhỏ. Một hồi sau, cô gái đeo mặt nạ lại hỏi, giết ai? Người đàn ông cười gian, một người tên Diệp Huyên, hình như là viện trưởng thư viện Quan Huyên gì đấy. Diệp Huyên. Cô gái nhíu mày, nàng chưa nghe qua cái tên này bao giờ. Người đàn ông, loại chuyện vặt này, lão đại để ta đi là được. Cô gái nhìn gã, điều tra theo quy củ trước. Người đàn ông nhếch mép, cần gì? Hắn không đến từ bờ vực vũ trụ, chưa kể. Cô gái đeo mặt nạ ngắt lời, điều tra. Người đàn ông hừ cười một tiếng, được thôi. Rồi xoay người biến mất ở nơi xa. Cô gái ngẩng đầu nhìn về phương xa, thấy một cung điện nguy nga cao tận mấy chục nghìn trượng, sừng sững đứng giữa tinh không, trên đỉnh là một bản đồ khổng lồ. Nàng thì thầm sau một hồi lặng im, đạo cung. Người đàn ông kia triệu tập một lão già để cùng gã đi đến vũ trụ tiểu quan. Trên đường đi, gã tuét miệng cười, hai tỷ bà sa tinh. Con số khổng lồ vãi. Bọn chân yêu tộc này chịu chơi thật đấy. Lão già thấp giọng nói, bọn họ đã dám bỏ ra ngần ấy tiền thì người tên Diệp Huyên kia hẳn cũng không tầm thường. Người đàn ông khinh thường, tất nhiên rồi. Nhưng dù sao cũng chỉ đến từ trụ nhỏ thì có thể phi phàm đến đâu được. Lão già tả vẻ do dự, tam thống lĩnh à, ta thấy chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Vũ trụ bao la vô bờ, kỳ nhân dị sĩ đếm không hết, lính đánh thuê thần chủ chúng ta tuy không sợ người ngoài nhưng... Người đàn ông phẩy tay, biết rồi. Sau đó hóa thành một tia sáng biến mất ở nơi xa. Để lại lão già thấp giọng thở dài. Thời không ám giới. Diệp Huyên vẫn còn đang tu luyện, hiện đang thử nghiệm gấp siêu thời không, đã bắt đầu có kết quả. Hắn đã xếp một mảnh siêu thời không nhỏ rồi. Thành công rồi hắn mới phát hiện ra sức mạnh ẩn chứa trong đó không phải là thứ thời không hiện hữu có thể mơ đạt đến. Khủng khiếp đến vậy đấy. Ngoài cảm thấy kinh khủng ra, hắn càng thấy hưng phấn hơn. Bởi hắn đã gấp được siêu thời không. Đồ đi đến gần. Nhìn hắn một hồi rồi hỏi, huynh thấy thế nào? Diệp Huyên cười vui vẻ, rất tốt. Nàng ấy gật gù, mật độ siêu thời không cao hơn thời không hiện hữu rất nhiều, nếu huynh có thể gấp nó lại thì phương pháp gấp sẽ càng trở nên kinh khủng. Với lại không biết huynh có nhận ra chưa, gấp thời không hiện hữu ở thời không ám giới sẽ càng dễ dàng hơn. Diệp Huyên ngẩn ra rồi vội làm thử, sau đó thì được mặt ra. Đồ nói đúng. Gấp thời không hiện hữu ở thời không ám giới quả thật đơn giản hơn rất nhiều. Hắn tò mò hỏi, tại sao vậy nha đầu? Đồ, vì huynh đã vượt qua hai tầng thời không, nói đơn giản hơn là áp chế duy độ. Áp chế duy độ. Diệp Huyên hỏi sau một thoáng ngần ngừ, muội đã đến thế giới hư chân rồi phải không? Đồ lắc đầu, vẫn chưa. Diệp Huyên, nhưng sắp. Đồ gật đầu. Diệp Huyên không hỏi nữa. Tự hiểu rằng đồ sẽ ở bên hắn thêm một thời gian ngắn nữa rồi rời đi. Ai nấy đều đi đến thế giới hư chân cả rồi. Hắn thở dài trong lòng. Lại nghe đồ nói, ta ở lại thêm chút nữa mới đi. Hắn bèn cười, tốt quá. Đồ gật đầu, ta cũng có thể thấy tín ngưỡng chi lực của huynh đang tăng lên từng phút từng giây. Nó rất mạnh, nên huynh phải học cách khống chế, đừng để bị nó phản phệ. Diệp Huyên nhíu mày, phản phệ. Đồ, cũng chính là lệ thuộc, tín ngưỡng chi lực cũng là sức mạnh nhưng lại đến từ chúng sinh, hậu quả rất lớn của nó là nếu có ngày tín ngưỡng này sụp đổ trong lòng chúng sinh, sức mạnh của huynh vốn đến từ tín ngưỡng của họ sẽ bị hủy đi theo. Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi. Nếu có ngày tín ngưỡng trong lòng người vũ trụ Quan Huyên sụp đổ thì nhân gian chi lực của hắn cũng sẽ biến mất tăm. Đồ lại nói, sức mạnh phải đến từ bản thân mới là tốt nhất. Huynh có thể phát triển tín ngưỡng chi lực, nhưng đừng quá dựa dẫm vào nó. Diệp Huyên cười, ta biết rồi. Đồ, vậy huynh tu luyện cho tốt đi. Diệp Huyên gật đầu, lại mở tay ra, tiếp tục gấp siêu thời không. Dưới nỗ lực không ngừng nghỉ này, động tác của hắn ngày càng thành thạo. Một ngày nọ, hắn đang tu luyện thì chợt nhíu mày, sau đó thoát cái biến mất. Thư viện Quan Huyên. Thấy Diệp Huyên xuất hiện, Lý Bán Chi chỉ về phía chân trời, có người đến tìm ngươi đấy. Hắn ngẩng đầu nhìn theo, thấy một người đàn ông và một lão già đứng đó.
Người đàn ông đeo mặt nạ nên không thấy mặt mũi. Diệp Huyên khẽ cau mày rồi trực tiếp xuất hiện trước mặt họ, hai vị là ai? Gã quan sát hắn một hồi, cười hỏi, người chính là Diệp Huyên, viện trưởng thư viện Quan Huyên. Hắn gật đầu, phải. Người đàn ông, có người bỏ ra 2 tỷ bà sa tinh để giết người đấy. Diệp Huyên, chân yêu tộc sao? Dù sao thì chỉ có bọn này là đang có thủ oán với hắn. Người đàn ông cười, chính xác. Diệp Huyên cong môi, vậy sao còn chưa ra tay đi? Người đàn ông, trông ngươi tự tin nhỉ? Diệp Huyên, ta thấy được sát ý trong mắt ngươi, chứng tỏ ngươi đã đồng ý với chân yêu tộc rồi đúng không? Người đàn ông cười, chính xác. Diệp Huyên gật đầu rồi bất ngờ thọc tay phải ra, nắm chặt lại, siêu thời không lập tức bị hắn gấp lại. Rồi hắn bước tới, rút kiếm chém ra. Vào giây phút hắn ra tay, thư viện Quan Huyên cũng đã khởi động đại trận. Khóe miệng người đàn ông cong lên giận dữ, nhưng sau đó gã biến sắc khi nhận ra đường kiếm này không đơn giản chút nào. Gã không kịp đề phòng, chỉ có thể phòng thủ bị động, vung tay gọi một tấm khiên ánh sáng che chắn trước người. Quỳnh! Đường kiếm của Diệp Huyên lia tới chém vỡ tấm khiên, người đàn ông bay xa tận mấy trăm nghìn trượng, khi vừa dừng lại thì Diệp Huyên đã xuất hiện sau lưng. Cắm kiếm vào giữa trán gã. Xiết trong nháy mắt, người đàn ông đờ đẫn nhìn về phương xa, sao lại thế? Diệp Huyên quay lại nhìn gã, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta yếu lắm? Người đàn ông gằn giọng, ta là tam đương gia của hội lính đánh thuê thần chủ ở vũ trụ biên duyên. Ngươi dám đụng vào ta thử xem. Diệp Huyên đi đến trước mặt gã, vậy ngươi biết ta là ai không? Ta là con của kiếm chủ áo xanh, là đại ca của thiên mệnh vô địch. Huynh đệ kết nghĩa của Tiêu Giao kiếm tu cả đời cầu bại. Ta còn phải sợ lính đánh thuê các ngươi. Người đàn ông nhìn hắn, kiếm chủ áo xanh, thiên mệnh vô địch, kiếm tu cầu bại cái mẹ gì? Ông đây chưa từng nghe qua, mi đang kể tên mấy đứa ất ơ đấy à? Diệp Huyên im luôn. Chưa từng nghe nói tới. Diệp Huyên thầm thở dài. Thanh Nhi, phụ thân và đại ca thảm quá. Có khi bọn họ còn không nổi tiếng bằng hắn nữa. Lúc này, người đàn ông mặt nạ kia lại nói, người có biết nhóm lính đánh thuê thần chủ không? Đó là... Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên vung tay chém tới một kiếm. Xoẹt! Đầu của người đàn ông lập tức rơi xuống. Máu tươi văng xa mấy trượng. Diệp Huyên bình tĩnh nói, ta không có hứng thú được biết. Dứt lời, hắn xoay người nhìn về phía ông lão kia. Ông lão vội vàng nói, ta có thể giúp ngươi chuyển lời cho nhóm lính đánh thuê thần chủ. Diệp Huyên bình tĩnh nói, được, chuyển lời cho nhóm trưởng của các ngươi, nói là đừng đến làm phiền ta nữa, nếu không, ta sẽ tiêu diệt nhóm lính đánh thuê thần chủ của các người đấy. Ông lão nhìn Diệp Huyên, chắc chắn sẽ chuyển lời. Nói xong, ông ta xoay người biến mất ở cuối tinh không. Sau khi ông lão rời đi, Diệp Huyên xoay người nhìn về phía Đồ ở cách đó không xa, đi đến chân yêu tộc thôi. Đồ cười nói, hay là ta đi một mình thôi. Diệp Huyên thắc mắc, vì sao? Đồ khẽ mỉm cười, đẫm máu lắm, huynh đừng xem thì hơn. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, đi cùng nhau. Đồ gật nhẹ đầu, thế cũng được. Nói xong, hai huynh muội biến thành hai tia kiếm quang biến mất ở cuối tinh không. Không lâu sau đó, Diệp Huyên và Đồ đã đến chân yêu tộc. Chuyện chân yêu tộc bỏ tiền thuê người giết hắn, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng như thế. Diệp Huyên hắn cũng không phải là thần thánh, người muốn hại ta, thì ta cũng sẽ không nhân từ với ngươi. Nhân từ là phải suy xét với con người. Tốc độ của hai huynh muội rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến chân yêu tộc, vừa mới đến, mấy trăm hơi thở mạnh mẽ đã bao phủ lấy hắn và Thanh Nhi. Lúc này, tộc trưởng chân yêu tộc đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Tộc trưởng chân yêu tộc nhìn Diệp Huyên, xem ra nhóm lính đánh thuê thần chủ thất bại rồi. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Tộc trưởng chân yêu tộc nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vậy ngươi muốn giải quyết thế nào đây? Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Đồ, Thanh Nhi, muội cứ thoải mái phát huy. Đồ gật đầu, sau đó, nàng ấy xông về phía trước. Tộc trưởng chân yêu tộc kia còn chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay nắm lấy cổ họng. Thấy thế, những cường giả chân yêu tộc xung quanh đều thay đổi sắc mặt, nhanh chóng xông về phía Đồ.
Tộc trưởng chân yêu tộc kia cũng nhìn đồ bằng ánh mắt khó tin, nàng ta đang định cất lời thì đồ đột nhiên nắm chặt lấy cổ họng nàng ta, đập mạnh một phát xuống dưới. Ầm. Thời không vỡ nát, tộc trưởng chân yêu tộc kia bị đập thành một vũng máu. Các cường giả của chân yêu tộc hóa đá ngay tại chỗ. Chết rồi. Tộc trưởng cứ thế chết rồi ư. Lúc này, đồ xoay người nhìn về phía đám cường giả chân yêu tộc bên cạnh, sau đó, nàng ấy xông lên. Thấy thế, sắc mặt các cường giả chân yêu tộc lập tức thay đổi. Diệp Huyên xoay người đi sang một bên. Bên ngoài, không lâu sau đó, đồ chậm rãi bước ra. Diệp Huyên nhìn về phía đồ, nàng ấy cười nói, giải quyết xong rồi. Dứt lời, nàng ấy mở lòng bàn tay. Một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Huyên, tất cả bảo vật của chân yêu tộc đều ở đây. Diệp Huyên nhìn thoáng qua, trong nhẫn chứa đồ có hơn 3 tỷ bà sa tinh, ngoài ra còn có một số bảo vật nữa. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhận lấy nhẫn chứa đồ, đồ lại nói, đi gặp nhóm lính đánh thuê thần chủ kia không? Diệp Huyên gật đầu, cũng được. Đồ mỉm cười, sau đó dẫn Diệp Huyên biến mất. Trong tinh không? Đồ dẫn theo Diệp Huyên ngự kiếm di chuyển trong thời không. Lần này, hắn không mang theo tiểu tháp ra ngoài, vì tiểu tháp ở chỗ của tiểu tịnh. Hắn biết, đợi khi hắn trở về, e rằng thực lực của nha đầu này lại đạt tới một trình độ mới. Thật ra hắn vẫn thấy hơi lo lắng. Nha đầu này thật sự quá nghịch ngợm. Sau này nếu hắn không còn ở thư viện nữa, e rằng nha đầu này sẽ thật sự coi trời bằng vung, ai có thể ngăn cản được nàng chứ? Rất khó tưởng tượng lúc không còn ai có thể áp chế được nha đầu này, nàng sẽ trở thành thế nào. Không lâu sau đó, Diệp Huyên và đồ đi tới một vũ trụ tinh không tối tăm. Diệp Huyên nhìn về phía xa, ở cuối tầm mắt, hắn nhìn thấy một cung điện khổng lồ cao đến vạn trượng, cung điện cực kỳ nguy nga. Đồ nhìn cung điện, khẽ mỉm cười không nói gì. Diệp Huyên đột nhiên nói, Thanh Nhi, mấy năm qua... Chắc chắn muội đã gặp rất nhiều nền văn minh cực kỳ thú vị rồi đúng không? Đồ gật đầu, đúng là thế. Diệp Huyên cười nói, sau này ta cũng sẽ đi dạo một chút. Vũ trụ rộng lớn như thế, không đi dạo quanh thì đúng là quá đáng tiếc. Đồ cười nói, được thôi. Sau đó, nàng ấy quay đầu nhìn một vòng, sau đó hỏi, ca ca muốn đơn giản một chút, hay phức tạp một chút? Diệp Huyên sửng sốt, sau đó hỏi, có ý gì? Đồ cười giải thích, đơn giản chính là đi thẳng đến chỗ nhóm lính đánh thuê thần chủ, phức tạp là có thể chờ đợi xem sao. Diệp Huyên cười nói, đương nhiên là chọn cách đơn giản rồi. Đơn giản thôi. Đồ gật đầu, vậy thì đơn giản. Dứt lời, nàng ấy xoay người giẫm chân phải một cái. Động tác này khiến thời không trong tầm mắt bắt đầu nứt ra, cùng lúc đó, đồ vung tay áo, một thanh kiếm phá không bay đi. Oanh! Kiếm thế vô cùng đáng sợ bao phủ lấy thời không trong phạm vi mấy triệu dặm xung quanh. Lúc này, tất cả cường giả đều thấy khiếp sợ. Đồ lạnh lùng nhìn về phía xa, lần này đến đây chỉ để tìm nhóm lính đánh thuê thần chủ, không liên quan đến những người khác, người của nhóm lính đánh thuê thần chủ, các ngươi có thể lăn ra đây chịu chết rồi. Nhóm lính đánh thuê thần chủ. Trong bóng tối, vô số cường giả khiếp sợ. Đây là đến tìm nhóm lính đánh thuê thần chủ. Nhưng không có một ai đáp lại. Đồ lạnh lùng nói, nếu không ra ngoài, vậy ta sẽ hủy diệt toàn bộ đấy. Dứt lời, nàng ấy chợt siết chặt tay phải, phía xa, thanh kiếm kia rung động dữ dội, kiếm thế ngút trời xuất hiện, kiếm thế mạnh mẽ khiến tất cả cường giả đang có mặt thoáng chốc thay đổi sắc mặt. Lúc này, một ông lão áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt đồ, ông lão áo đen vội nói, cô nương. Chúng ta dẫn cô đến chỗ nhóm lính đánh thuê thần chủ. Đồ nhìn ông lão áo đen, được. Nghe vậy, ông lão thoáng chốc thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng thấy rất nghi ngờ, đây là cao thủ đến từ đâu vậy? Không lâu sau đó, dưới sự hướng dẫn của ông lão, Diệp Huyên và đồ đi tới trước một tòa tháp cao vạn trượng. Ông lão áo đen nói, đây là trụ sở chính của nhóm lính đánh thuê thần chủ. Đồ giơ tay chém ra một kiếm. Oanh! Tòa tháp cao vạn trượng kia ầm ầm sụp đổ, mấy trăm khí thế mạnh mẽ tán loạn khắp xung quanh. Nhìn thấy cảnh này, ông lão áo đen vội nói, các ngươi nói chuyện với nhau đi. Dứt lời, ông ta xoay người biến mất.
Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Đồ, lão ta nhìn Đồ, không biết cô nương là. Nét mặt của Đồ không chút cảm xúc, trước đây không lâu, các ngươi đã nhận treo thưởng của chân yêu tộc đi giết ca ca của ta, chân yêu tộc đã bị ta tiêu diệt. Bây giờ đã đến lượt các ngươi rồi. Ông lão cất giọng điệu nặng nề, cô nương, hành động đừng tuyệt tình quá, chúng ta. Đồ đột nhiên xông về phía trước, vung kiếm chém xuống. Ầm. Ông lão lập tức bị đánh thành một đống thịt nát. Sau đó, Đồ xoay người vung kiếm, chiêu kiếm này khiến mấy trăm cái đầu đồng loạt rời xuống, khung cảnh vô cùng hoành tráng. Tất cả đều bị giết chết trong nháy mắt. Không có một lời nói nhảm. Ra tay thẳng thừng như thế. Trong bóng tối, vô số cường giả nhìn thấy cảnh này đều mang nét mặt rất khó coi. Thật sự quá đáng sợ. Phía xa, trên đỉnh một tòa cung điện, một cô gái áo trắng đứng nhìn Đồ, im lặng không nói một lời. Có một ông lão đứng bên cạnh cô gái, ông lão cúi người hành lễ, cung chủ. Cô gái lạnh nhạt nói, vũ trụ biên duyên xuất hiện cường giả như thế từ bao giờ vậy? Ông lão lắc đầu, không biết, người của chúng không điều tra được tin tức gì về người này cả. Còn thiếu niên bên cạnh nàng, người này là người được đạo môn chi chủ chọn. Chủ nhân bút đại đạo. Cô gái áo trắng cau mày, ông ta chọn. Ông lão gật đầu, đúng thế. Cô gái im lặng. Đạo cung và đạo môn có quan hệ khá sâu xa, nhưng đạo cung cũng không trực thuộc đạo môn. Cô gái nói, nữ nhân kia không có ở đây à? Ông lão lắc đầu, không có. Cô gái giễu cợt, chạy cũng nhanh đó, đi nhắc nhở cô nương kia đi. Ông lão gật đầu, xoay người rời đi, lúc xuất hiện một lần nữa, lão ta đã ở trước mặt Đồ. Đồ nhìn ông lão, sắc mặt lão ta nhất thời thay đổi, vội nói, cô nương, nhóm trưởng của nhóm lính đánh thuê thần chủ không ở trong tháp. Nhóm trưởng. Đồ nhíu mày, người này đang ở đâu? Ông lão nghiêm túc đáp, không biết. Đồ nhìn lão ta, không nói một lời. Ông lão cười khổ, ta thật sự không biết. Đồ gật đầu, ta tin ông, vậy ông có biết phải làm sao mới tìm được nàng không? Ông lão hơi do dự, sau đó đáp, tạm thời có lẽ là không thể tìm thấy. Chắc chắn vì nàng ta biết cô nương quá mạnh, cho nên trốn mất rồi. Trốn. Đồ cau mày. Ông lão nhìn Đồ, sau đó nói, các cô có thể đi tìm mật võng, đây là một tổ chức tình báo. Bọn họ rất đông người, không có tin tức gì mà bọn họ không biết cả. Đồ hỏi, đến đó bằng cách nào? Ông lão vội nói, để ta dẫn hai người đi. Đồ gật đầu, vậy thì làm phiền rồi. Ông lão vội cười nói, không dám. Dứt lời, lão ta xoay người rời đi. Đồ nhìn thoáng qua Diệp Huyên, đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Hai huynh muội đi theo ông lão đến trước một căn nhà tối. Ông lão nói, cho gặp lão đại của các ngươi. Trong nhà tối nhỏ có một giọng nói vang lên, lão đại không tiếp khách. Nét mặt ông lão không chút cảm xúc, cô nương này vừa mới tiêu diệt nhóm lính đánh thuê thần chủ, nàng muốn gặp lão đại của các ngươi có muốn suy nghĩ lại không? Một lát sau, giọng nói kia chợt vang lên, mời cô nương vào trong. Cứ thế, ba người bước vào căn nhà tối, căn nhà rất nhỏ, cũng rất tối. Ba người đi vào khiến bên trong trở nên chật chội. Thanh Nhi lập tức nhíu mày, nàng ấy vung tay chém một kiếm. Oanh! Toàn bộ căn nhà tối lập tức nát tan. Trước mặt ba người là một người đàn ông trung niên đang ngồi. Đồ nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, không ngại chứ. Cổ họng của người đàn ông lăn lộn, sau đó cất lời, không, không ngại. Thanh Nhi gật đầu, không nói gì thêm. Người đàn ông trung niên chỉ vào thanh kiếm đang chĩa vào giữa chân mày ông ta, run rẩy hỏi, có thể rời kiếm đi chưa? Mọi người! Đồ thu hồi kiếm, sau đó nói, nhóm trưởng của nhóm lính đánh thuê thần chủ đang ở đâu? Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, cô nương, cô đến muộn một bước rồi. Đồ hơi nhíu mày, có ý gì? Người đàn ông cười khổ, cách đây không lâu, nhóm trưởng của nhóm lính đánh thuê thần chủ đã rời khỏi vũ trụ biên duyên. Rời khỏi rồi. Đồ nhìn chằm chằm người đàn ông, đi đâu? Việc này. Người đàn ông hơi do dự. Xoẹt. Một thanh kiếm đâm thẳng vào giữa chân mày người đàn ông mà không hề báo trước. Ông lão ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì mí mắt khẽ giật.
người này đúng là quá nóng tính. Đồ nhìn người đàn ông trung niên, các người là một tổ chức ngầm, chắc là giàu lắm. Nghe thấy lời của Đồ, sắc mặt người đàn ông trung niên thoáng chốc thay đổi, cô nương, cô làm như thế là không có đạo đức. Ông lão ở bên cạnh khẽ thở dài, thầm nói, ngu như lợn. Đại ca à, ngươi còn chưa nhìn về vấn đề ư, người trước mắt không phải là một kẻ hiền lành đâu. Nhóm lính đánh thuê thần chủ cũng bị tiêu diệt cả rồi. Thật ra lão ta biết rõ người của mật võng này giấu giếm là vì muốn mặc cả, việc này không sai, nhưng ngươi cũng phải xem tình hình thực tế chứ. Bây giờ, rõ ràng cô nương này đang tức giận, mặc cả vào lúc này chẳng phải là đang gợi đòn sao. Quả nhiên lúc nghe thấy lời của người đàn ông trung niên, ánh mắt của Đồ trở nên lạnh lẽo, nàng ấy lại vung tay. Xoẹt! Đầu của người đàn ông lập tức rơi xuống. Máu tươi bắn tung tóe. Sau đó, Đồ đột nhiên xoay người nhìn về một nơi nào đó, sau đó, nàng ấy đâm ra một kiếm. Vụt! Thời không phía xa đột nhiên nứt ra, tiếp theo thì có một bóng người bay ra. Là một người áo đen. Người áo đen vội nói, cô nương, chúng ta đồng ý giúp cô tìm nhóm trưởng của nhóm lính đánh thuê thần chủ. Đồ bình tĩnh đáp, không cần nữa. Dứt lời, nàng ấy vung kiếm. Xoẹt! Người áo đen kia lập tức bị giết chết. Ông lão ở bên cạnh nhìn thoáng qua Đồ, vội vàng di chuyển đến gần Diệp Huyên. Lúc này, Đồ lại quan sát xung quanh một lần nữa, sau đó, nàng ấy vung tay chém ra một kiếm. Vụt! Một tia kiếm quang lóe lên. Trong nháy mắt, mười mấy tiếng kêu thảm thiết và thê lương vang lên khắp thời không xung quanh. Ông lão ở bên cạnh Diệp Huyên hơi do dự, sau đó hỏi, công tử, cậu không ngăn nàng lại sao? Diệp Huyên nhìn Đồ phía xa, sau đó đáp, ông nói gì? Ta không nghe thấy. Ông lão ngạc nhiên nhìn Diệp Huyên, cảm thấy mơ hồ. Lúc này, Đồ đi tới trước mặt Diệp Huyên, huynh có sợ nhóm trưởng của nhóm lính đánh thuê thần chủ kia không? Diệp Huyên lắc đầu. Đồ khẽ mỉm cười, vậy thì được. Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, phải đi rồi sao? Đồ lắc đầu, ta sẽ ở cạnh huynh một lúc nữa. Diệp Huyên cười đáp, được. Đồ quay đầu nhìn ông lão bên cạnh, chúng ta muốn đến đạo cung của các ông xem thử, được chứ? Đạo cung? Ông lão sửng sốt, sau đó hỏi, tiền bối biết đạo cung à? Đồ bình tĩnh đáp, lúc đến có gặp, muốn đi tham quan, được không? Ông lão hơi chần chừ, sau đó nói, việc này, ta phải hỏi ý kiến cung chủ. Đồ gật đầu, được. Nghe vậy, ông lão thở phào nhẹ nhõm. Thật ra lão ta biết chắc chắn cung chủ sẽ không từ chối, nhưng lão ta không thể tự tiện đồng ý được. Nếu không sẽ rất dễ gánh tội. Ông lão vội liên hệ với cung chủ, một lát sau, lão ta nhìn về phía Đồ, cô nương, cung chủ nói hoan nghênh. Đồ cười đáp, vậy thì cảm ơn. Nói xong, nàng ấy quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, đi dạo một chút. Diệp Huyên cười đáp, được. Dưới sự dẫn đường của ông lão, hai người đi đến đạo cung. Đứng trước đạo cung, Diệp Huyên hơi cảm thán, đạo cung này đúng là nguy nga. Lúc này, một cô gái mặc cung trang chậm rãi bước ra. Cô gái vóc người thon dài, đặc biệt là đôi chân. Vẻ ngoài uyển chuyển, dung mạo tuyệt trần, có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành. Người này chính là cung chủ của đạo cung. Cô gái chậm rãi đi tới trước mặt Đồ và Diệp Huyên, cười nói, đạo cung hoan nghênh hai vị. Đồ nhìn cung chủ, ta có thể đi tới tầng cao nhất xem thử không? Đầu tiên, cung chủ thoáng sửng sốt, sau đó thì cười nói, đương nhiên rồi. Hai vị đi theo ta. Dứt lời, nàng ta xoay người đi về phía cung điện. Sau khi tiến vào cung điện, Diệp Huyên phát hiện một pho tượng này là một ông lão mặc đạo bào, tay cầm phất trần. Khuôn mặt tươi cười. Diệp Huyên hơi tò mò, cô nương, đây là... Cô nương. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, cung chủ thoáng ngây người, sau đó cười đáp, đây là sư tổ của đạo cung ta đạo lăng tử. Đạo lăng tử. Diệp Huyên chợt hỏi, đạo cung và đạo môn có quan hệ gì không? Cung chủ gật đầu, năm đó sư tổ từng được chủ nhân bút đại đạo chỉ bảo. Nhưng đạo cung là đạo cung, đạo môn là đạo môn. Diệp Huyên gật đầu. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đi tới tầng cao nhất,
Trong một lầu các của tầng cao nhất, Diệp Huyên nhìn thấy một bệ đá, trên bệ đá đặt một quyển cổ tịch màu đen rất dày. Đồ cũng ngay lập tức chú ý đến quyển cổ tịch này. Cung chủ nhìn thoáng qua đồ, không nói gì. Đồ chậm rãi đi tới trước bệ đá, nàng ấy nhìn quyển cổ tịch kia, sau đó nói, đây là vũ trụ thư. Vũ trụ thư, nghe thấy lời của đồ, sắc mặt cung chủ thoáng chốc thay đổi. Diệp Huyên hơi tò mò, vũ trụ thư là gì? Đồ cười nói, một quyển sách tuyệt vời mà chủ nhân bút đại đạo biên soạn, trong đó có một công pháp, một thần thông, một huyền kỹ. Diệp Huyên hỏi, lợi hại lắm à? Đồ cười nói, rất phù hợp với huynh bây giờ. Diệp Huyên chớp mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía cung chủ bên cạnh, cung chủ im lặng không nói một lời. Diệp Huyên cười nói, cô nương yên tâm, ta không phải giặc cướp, sẽ không cướp nó đi đâu. Cung chủ gật đầu, thế thì được. Đồ lắc đầu, đạo cung không mở quyển sách này ra được. Dứt lời, nàng ấy nhìn về phía cung chủ, ta nói có đúng không? Cung chủ gật đầu, phải. Không mở ra được. Diệp Huyên nhíu mày, hắn chậm rãi đi tới trước quyển vũ trụ thư kia, muốn thử một chút, nhưng lúc này, đồ lại ngăn cản hắn. Đồ cười nói, huynh có thể thương lượng với cô nương này. Thương lượng. Diệp Huyên chớp mắt, ta có thể mở nó ra sao? Đồ cười đáp, chắc là có thể. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó quay đầu nhìn cung chủ bên cạnh, cung chủ, đến tận bây giờ, đã có ai mở quyển sách này được chưa? Cung chủ nhìn Diệp Huyên, chưa từng. Diệp Huyên cười nói, nếu ta có thể mở, thì có thể chia sẻ không? Cung chủ im lặng. Chia sẻ. Thật ra thì nàng ta không muốn lắm. Vì đây là lá bài tẩy của đạo cung, tùy tiện đưa cho người khác như thế, nhưng suy đi nghĩ lại, nếu không thể mở, thì quyển sách này còn có giá trị gì nữa? Và lại nếu người phụ nữ bên cạnh muốn cướp, ai có thể ngăn cản nàng ấy chứ? Không một ai cả. Nghĩ vậy, cung chủ thầm thở dài, sau đó nói, Diệp công tử, nếu cậu có thể mở, đạo cung ta sẵn lòng chia sẻ vũ trụ thư này với cậu. Diệp Huyên cười nói, vậy để ta thử xem. Dứt lời, hắn xoay người cầm lấy vũ trụ thư, nhưng hắn chợt phát hiện là hắn không mở ra được. Diệp Huyên nhìn về phía đồ, đồ cười nói, uy hiếp nó. Uy hiếp nó. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó lấy đạo ấn ra, hắn điều động đạo ấn, một lực lượng thần bí lập tức được truyền vào trong quyển vũ trụ thư kia, sau đó, quyển sách khẽ rung lên. Nhìn thấy cảnh này, cung chủ híp mắt lại. Lúc này... Vũ trụ thư đột nhiên lên tiếng, ngươi không phải chủ nhân. Sau đó, nó hoàn toàn im lặng. Thấy thế, Diệp Huyên sửng sốt. Đồ nhìn quyển sách kia, sau đó nói, để ta. Dứt lời, nàng ấy cầm quyển sách kia lên rồi biến mất. Diệp Huyên sửng sốt. Sắc mặt của cung chủ cũng hơi thay đổi, nàng ta vội vàng nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên cười ngượng ngùng, cung chủ yên tâm, Thanh Nhi sẽ không lấy nó chạy mất đâu. Cung chủ gật đầu, được. Lúc này, đồ lại xuất hiện, Diệp Huyên tỉ mỉ phát hiện, bên ngoài vũ trụ thư có thêm mấy chục vết kiếm. Đồ đưa vũ trụ thư đến trước mặt Diệp Huyên, bây giờ thử xem. Diệp Huyên nhận lấy vũ trụ thư, sau đó mở ra, lần này rất dễ dàng, vũ trụ thư lập tức mở ra. Tiếp đó, vô số văn tự cổ lập tức tràn vào giữa chân mày của Diệp Huyên. Đồ nói đúng, trong quyển sách tuyệt diệu này có một quyền tâm pháp. Một thuật thần thông và một huyền kỹ vô cùng mạnh mẽ. Tâm pháp tên là tâm pháp vũ trụ. Biến vũ trụ thành bản thân, luyện hóa vũ trụ, điều kinh khủng của công pháp này chính là không có giới hạn. Không có giới hạn. Thật sự quá kinh khủng. Thuật thần thông kia cũng rất đáng sợ, có tên là thần thông huyền, tác dụng là kích hoạt tiềm lực ẩn giấu bên trong cơ thể, khiến bản thân đạt tới một trạng thái đặc biệt, cũng chính là trạng thái huyền thần. Sau khi tiến vào trạng thái huyền thần, bản thân có thể cuồn cuộn không ngừng lấy được linh khí của tất cả các vũ trụ. Chỉ cần không chết, vũ trụ sẽ liên tục cung cấp linh khí cho người tu luyện. Mà năng lực này có một điều đáng sợ nhất, đó chính là khả năng chữa lành. Nói một cách khác, cái này cũng giống như một loạt bất tử chi thân đặc biệt. Hơn nữa còn không hề có tác dụng phụ. Không có tác dụng phụ thì lại càng đáng sợ hơn. Cuối cùng là huyền thần kỹ. Huyền thần kỹ này cũng rất mạnh, có thể mượn siêu thời không chi lực để áp chế thời không duy độ.
Khác với phương pháp gấp, huyền thần kỹ này áp chế toàn bộ duy độ siêu thời không. Có thể nói, chỉ cần đối phương không tiến vào thời không ám giới, thì gần như là phải chết chắc. Diệp Huyên im lặng. Không thể không nói, vũ trụ thư này thật sự rất kinh khủng. Lúc này, cung chủ ở bên cạnh chợt lên tiếng, Diệp công tử. Nghe vậy, Diệp Huyên hoàn hồn, hắn nhìn về phía cung chủ, cười khẽ, sau đó đưa vũ trụ thư cho nàng ta, vật về chủ cũ. Vật về chủ cũ. Thấy Diệp Huyên đồng ý trả lại, cung chủ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nàng ta mở ra xem, chẳng mấy chốc, sắc mặt nàng ta trở nên vô cùng nặng nề. Nhưng ngay sau đó, vẻ nặng nề này lại trở thành mừng rỡ. Năm đó sở dĩ đạo lăng tử vô địch thế gian cũng là vì lấy được vũ trụ thư từ chủ nhân bút đại đạo. Tiếc là từ sau ông ta, người đời sau của đạo cung đều không thể mở quyển vũ trụ thư này ra. Mà hiện tại, nó đã được mở ra rồi. Nàng ta biết, nàng ta sắp phất lên. Cung chủ cất vũ trụ thư đi, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, đa tạ Diệp công tử. Diệp Huyên cười đáp, là ta phải cảm ơn cô mới đúng. Vũ trụ thư kia cũng rất có lợi với hắn. Cung chủ khẽ mỉm cười, đôi bên cùng có lợi. Diệp Huyên gật đầu, cười nói, đúng thế. Lúc này, một hơi thở đáng sợ đột nhiên xuất hiện từ bên ngoài đạo cung, ha ha ha. Cuối cùng vũ trụ thư cũng được mở ra rồi. Nghe vậy, con người cung chủ chợt co lại, là hắn. Dứt lời, nàng ta thẳng thừng đưa vũ trụ thư trong tay cho Diệp Huyên, cậu giữ nó đi. Diệp Huyên nhìn vũ trụ thư trong tay, im lặng không nói một lời. Đẩy tai họa cho người khác. Người đến chắc chắn là cường giả mà đạo cung không thể chống lại. Hắn có muốn không? Đương nhiên là có. Hắn sợ gì chứ? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, vậy thì cảm ơn. Vũ trụ thư này vừa khéo có thể để trong thư viện Quan Huyên, đương nhiên là phải đổi tên. Hắn vĩ đại không vụ lợi như thế, muốn có chút lợi ích cũng đâu quá đáng. Lúc này, một người đàn ông trung niên tóc tai rối bời xông vào trong, cường giả đạo cung ở xung quanh kéo đến, nhưng lại bị cung chủ ra hiệu cho lui xuống. Người đàn ông nhìn thẳng về phía vũ trụ thư trong tay Diệp Huyên, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đưa đây. Diệp Huyên nhìn người đàn ông, sau đó nói, ông đang mơ mộng viển vông à. Người đàn ông thoáng sửng sốt, sau đó, ông ta há miệng cười, là ai cho ngươi can đảm đó vậy? Dứt lời, tay phải ông ta siết chặt thành quyền muốn ra tay, lúc này, đồ đột nhiên biến mất. Con ngươi người đàn ông co lại, tay phải của ông ta đánh ra một phát. Ầm. Cú đấm này kéo theo một lực lượng đáng sợ, toàn bộ lầu các thoáng chốc vỡ vụn. Nhưng ngay đó, xung quanh yên tĩnh trở lại. Lúc này, đồ đã ở sau lưng người đàn ông, mà giữa chân mày ông ta đang cắm một thanh kiếm. Một thanh kiếm. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cung chủ lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên với vẻ khó tin, đây. Đồ đang muốn ra tay thì Diệp Huyên đột nhiên vung tay áo, một tia kiếm quang lóe lên ở chỗ cổ họng của người đàn ông. Vụt. Đầu của người đàn ông rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyên nhìn về phía đồ, cười nói, chuyện thêm một đao kết liễu thế này cứ giao cho ta. Đồ gật đầu, được. Diệp Huyên cất vũ trụ thư, sau đó nhìn về phía cung chủ, sau này ta muốn mở thư viện ở vũ trụ biên duyên, thư viện của ta tên là thư viện Quan Huyên, khi đó mong cung chủ có thể chiếu cố. Cung chủ nhìn Diệp Huyên, đương nhiên rồi. Diệp Huyên cười nói, vậy thì cảm ơn nhé. Nói xong, hắn nhìn về phía đồ, chúng ta đi thôi. Đồ gật đầu, hai huynh muội bèn muốn rời đi, lúc này, cung chủ đột nhiên nói, Diệp công tử, cậu không tò mò ông ta là ai sao? Diệp Huyên nhìn thi thể của người đàn ông phía xa, sau đó nói, không có hứng thú. Cung chủ trầm giọng nói, lai lịch của người này thật sự không đơn giản đâu. Diệp Huyên cười nói, lai lịch của ta cũng không đơn giản. Cung chủ im lặng. Đồ đột nhiên nói, ông ta là người của thế lực nào? Để ta đi giết. Diệp Huyên. Cung chủ hơi do dự, sau đó nói, là Tiên Thánh Điện, một thế lực thần bí và cổ xưa, lúc trước thế lực của đạo môn ở vũ trụ biên duyên cũng là bị bọn họ đánh bại. Đạo môn cũng bị đánh bại. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày, lợi hại đến thế à?
Cung chủ gật đầu, đúng thế. Thế lực này vô cùng cổ xưa, trong điện đều là những tên điên hiếu chiến. Năm đó bọn họ giao chiến với đạo môn hơn nghìn năm, cuối cùng, thế lực đạo môn ở nơi này đã bị bọn họ giết sạch. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta giết người của bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ trả thù ta đúng không? Cung chủ nhìn Diệp Huyên, nàng ta rất muốn nhắc nhở là người không phải hắn giết. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, Thanh Nhi, chúng ta đi thôi. Đồ gật đầu. Hai người bèn rời đi. Cung chủ nhìn hai huynh muội rời đi, trong lòng vẫn vô cùng rung động. Người phụ nữ kia mạnh đến mức vô lý. Hai huynh muội vừa rời khỏi đạo cung, một khí thế cổ xưa lập tức bao phủ lấy bọn họ. Thấy thế, Diệp Huyên cau mày, hắn ngẩng đầu nhìn lên, sâu trong tinh không xuất hiện một hư ảnh to lớn. Hư ảnh nhìn Diệp Huyên và Đồ, không nói một lời. Đồ nhìn thoáng qua hư ảnh, đến đây mà trả thù. Hư ảnh cười khẽ, được thôi. Sau đó, ông ta lặng lẽ rời đi. Diệp Huyên nhìn về phía Đồ, Đồ lại nói, ca ca, ta phải đi rồi. Diệp Huyên lập tức xa sầm mặt. Khi nãy muội vừa bảo người ta cứ đến trả thù, sau đó muội lại muốn đi. Muội đang làm hại ca ca à? Đồ cười khổ, ta vốn muốn ở lại thêm một khoảng thời gian, nhưng đột nhiên có chuyện, cho nên ta phải đi trước. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, chuyện gì? Đồ nghiêm túc đáp, chuyện ở thế giới hư chân. Diệp Huyên còn muốn hỏi gì đó, Đồ lại cười nói, ca ca, đợi ta giải quyết xong sẽ lại đến tìm huynh. Nói xong, nàng ấy biến thành một tia kiếm quang biến mất phía cuối chân trời. Đi rồi. Diệp Huyên lập tức đen mặt. Nha đầu này chắc chắn là đang gài bẫy hắn. Nhưng theo lý mà nói thì chuyện này không bình thường chút nào. Phải biết rằng khi nãy nha đầu này còn định cùng hắn đi tới tiên thánh điện gì đó mà. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó xoay người trở lại đạo cung. Thấy Diệp Huyên trở lại, cung chủ hơi sửng sốt, ngạc nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyên cười nói, không có gì, ta chỉ muốn tìm hiểu thêm về tiên thánh điện gì đó thôi. Cung chủ thuận miệng hỏi, không phải khi nãy cậu nói không có hứng thú. Nói đến đây, nàng ta như nghĩ đến điều gì, lập tức dừng lại. Cung chủ im lặng một lát, sau đó nói, cô nương kia. Diệp Huyên cười nói, nàng phải đi giải quyết một vài chuyện, mấy ngày sau sẽ trở về. Cung chủ im lặng. Diệp Huyên cười nói, cung chủ, nói về tiên thánh điện này trước đi. Cung chủ gật đầu, ở tiên thánh điện này, có lẽ chỉ có bốn vị tiên thánh kia là có thể mang đến uy hiếp cho Diệp công tử. Sau đạo pháp cảnh chính là tiên thánh, mà tiên thánh điện có bốn cường giả tiên thánh. Đương nhiên đây là con số của mấy trăm nghìn năm trước, còn bây giờ, ta cũng không biết trong điện bọn họ có bao nhiêu cường giả rồi nữa. Tiên thánh. Diệp Huyên im lặng. Với thực lực của hắn bây giờ, đạo pháp cảnh đã hoàn toàn không thể uy hiếp gì đến hắn rồi, nhưng tiên thánh cảnh, hắn chưa từng giao thủ, cũng khó nói lắm. Cung chủ tốt bụng nhắc nhở, Diệp công tử, cô nương kia đối mặt với tiên thánh điện có lẽ là không có vấn đề. Diệp Huyên cười nói, ta biết. Cung chủ gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Huyên cười nói, tạm biệt. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Hắn quyết định phải tu luyện vũ trụ thư, mà muốn tu luyện thì phải đi lấy tiểu tháp về trước đã. Bây giờ tiểu tháp vẫn còn đang ở chỗ tiểu tịnh. Thấy Diệp Huyên rời đi, cung chủ hơi nhíu mày, nhưng nàng ta cũng không nghĩ nhiều mà xoay người rời đi. Vì chuyện này đã không liên quan đến nàng ta nữa rồi. Dù đã đưa vũ trụ thư cho người khác, nhưng nàng ta cũng đã nhớ nội dung bên trong. Sở dĩ nàng ta đưa cho Diệp Huyên thật ra là vì muốn tránh họa. Lúc vũ trụ thư chưa được mở ra, đặt ở đạo cung rất an toàn, nhưng bây giờ vũ trụ thư đã bị mở ra, thì đã không còn an toàn nữa rồi. Vì thế, nàng ta mới dứt khoát đưa cho người khác. Sau khi quay về thư viện Quan Huyên, Diệp Huyên lập tức đi tìm Tiểu Tịnh, lúc này, Tiểu Tịnh còn đang tu luyện trong tiểu tháp. Diệp Huyên cũng không làm phiền nàng ta, hắn thu hồi tiểu tháp, cũng không làm ảnh hưởng đến Tiểu Tịnh. Diệp Huyên tìm một nơi yên tĩnh, sau đó bắt đầu tu luyện tâm pháp vũ trụ. Tâm pháp vũ trụ. Vào lúc Diệp Huyên đang muốn tu luyện, bút đại đạo đột nhiên cất lời, không ngờ cậu lại lấy được tâm pháp này,
Diệp Huyên nhíu mày, huynh biết nó à? Bút Đại Đạo nghiêm túc nói, tâm pháp này cũng là do ta viết ra. À không phải, là chủ nhân dùng ta để viết ra. Diệp Huyên đen mặt, sao trước kia huynh lại không nói? Bút Đại Đạo đáp, cậu cũng đâu có hỏi. Diệp Huyên càng xa sầm mặt hơn. Mẹ kiếp! Bút Đại Đạo này đúng là lúc nào cũng mang suy nghĩ tạo phản. Bút Đại Đạo nói, năm đó chủ nhân viết vũ trụ thư này cho một người đặc biệt, không ngờ cậu lại có thể lấy được nó. Diệp Huyên hơi tò mò, người đặc biệt nào? Bút Đại Đạo đáp, không biết. Diệp Huyên cau mày. Bút Đại Đạo nói tiếp, cậu điều động đạo ấn để tu luyện tâm pháp này đi, sẽ có điều bất ngờ đấy. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó lập tức sử dụng đạo ấn, sau đó lại điều động tâm pháp vũ trụ. Ngay sau đó, con người của hắn chợt co lại, vì hắn phát hiện dưới sự giúp đỡ của đạo ấn, toàn bộ linh khí trong tiểu tháp đều kéo về phía hắn tựa như thủy triều. Diệp Huyên sửng sốt. Bút Đại Đạo nói, đạo ấn này có hơi thở của chủ nhân, cậu mượn nó tu luyện, tốc độ có thể nhanh hơn gấp 10 lần. Nghe vậy, Diệp Huyên nhìn đạo ấn trong tay, hé miệng cười, đúng là bảo bối. Bút Đại Đạo đáp, đương nhiên. Thứ này không chỉ tượng trưng cho thân phận ở đạo môn mà nó còn là một cái chìa khóa. Chìa khóa? Diệp Huyên cau mày, chìa khóa gì cơ? Bút Đại Đạo không đáp. Lúc này, tiểu tháp chợt cất lời, tiểu chủ, lập trường của Bút Đại Đạo này không được kiên định cho lắm, người phải cẩn thận, đừng để đến lúc chúng ta xảy ra mâu thuẫn với chủ nhân Bút Đại Đạo lại bị nó đâm một đao sau lưng. Bút Đại Đạo? Diệp Huyên cười nói, tiểu bút. Ta cảm thấy hình như chúng ta đánh giá huynh hơi thấp. Huynh biết cũng nhiều chuyện lắm đấy. Bút Đại Đạo nói, đây chính là một cái chìa khóa. Năm đó lúc chủ nhân du hành vũ trụ có để lại một vài thứ ở một vài chỗ, đạo ấn này chính là thứ để mở nó ra. Diệp Huyên hơi tò mò, để lại ở những nơi nào? Bút Đại Đạo đáp, ta cũng không rõ vị trí cụ thể. Diệp Huyên cau mày. Bút Đại Đạo cười khổ, thật sự là ta không rõ lắm. Lúc ngài ấy để lại ta cũng không có mặt, còn nữa, dù ta là Bút Đại Đạo, nhưng chủ nhân cũng không thường xuyên mang ta theo, cậu có thể ngày ngày mang theo một cây bút bên ngoài không? Bình thường ta đều ở trong phòng sách của chủ nhân. Diệp Huyên im lặng. Hình như địa vị của Bút Đại Đạo này đúng là không được cao lắm. Bút Đại Đạo nói tiếp, nói tới nói lui, thật ra ta chỉ là một cây bút hơi đặc biệt, chỉ thế thôi. Diệp Huyên cười hỏi, vậy sau này huynh có dự tính gì? Bút Đại Đạo đáp, tạm thời đi theo cậu. Diệp Huyên đen mặt. Bút Đại Đạo cười khổ, yên tâm, ta sẽ không phản bội cậu đâu. Hơn nữa, cậu cũng không cần quan tâm đến điều này. Ta chỉ là một cây bút, dù có phản bội cũng không ảnh hưởng gì đến cậu. Ngược lại, ta cảm thấy cậu nên cẩn thận hơn với tiểu tháp. Tiểu tháp lập tức nổi giận, đồ phản bội, ngươi có ý gì? Bút Đại Đạo lạnh nhạt đáp, không có ý gì cả, ta chỉ nhắc nhở thôi mà. Tiểu tháp cười nhạt, nhớ năm đó, ta cùng chủ nhân trải qua vô số sinh tử, ta và chủ nhân có quan hệ đồng sinh cộng tử. Mà khi đó, dù cuộc sống khốn khổ, ta cũng chưa từng phản bội chủ nhân. Bây giờ cuộc sống cũng dần tốt hơn rồi, sao ta có thể phản bội chủ nhân vào lúc này được? Hiện tại ta còn đi theo tiểu chủ, trong triều đại này. Tiểu tháp ta cũng có thể xem là nguyên lão của nhà họ Dương rồi đúng không? Ở nhà họ Dương, ta không có công lao cũng có khổ lao mà. Ta muốn có được chút lợi ích là quá đáng sao? Hả, hả? Diệp Huyên đen mặt, lợi ích hay không lợi ích cái gì? Tiểu tháp, ngươi lạc đề rồi. Tiểu tháp cạn lời. Mẹ kiếp! Tên này giả vờ nghe không hiểu. Phải công nhận rằng đúng là tiểu tháp đang muốn xin chút lợi ích. Nhưng tiếc là vị tiểu chủ này như yêu tinh vậy, dứt khoát giả vờ không hiểu. Không có gì hết. Gặp phải người vô liêm sỉ, nó cũng chẳng có cách nào. Tiểu tháp đột nhiên cảm thấy bất lực. Diệp Huyên cười bảo, tiểu tháp, lần sau gặp thanh nhì váy trắng nhất định sẽ bảo muội ấy cải tạo ngươi. Nghe vậy, tiểu tháp vui mừng khôn xiết, tiểu chủ, vậy ta cảm ơn người trước nhé. Lợi ích mà nó muốn đương nhiên là cải tạo. Đã lâu lắm rồi nó không được cải tạo kể từ lần trước. Nó cảm thấy cần phải cải tạo lại thì mới có thể thể hiện được giá trị của tiểu tháp này, nếu không lâu dần nó sẽ bị đào thải. Thấy tiểu tháp chuyển chủ đề sau đó còn được lợi ích, tiểu
tiểu bút không nói nên lời. Mẹ kiếp! Đánh giá thấp cái tháp sách này rồi. Lần này thì hay rồi, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Từ khi tiểu tháp bắt đầu đọc sách, trí tuệ đã phát triển hơn nhiều. Sau này phải đề phòng mới được. Lúc này Diệp Huyên chợt nói, tiểu bút, chủ nhân của huynh trước đây có từng viết thứ gì cực kỳ lợi hại không? Tiểu bút im lặng một lúc rồi đáp, ngoài vũ trụ thư thì còn thái sơ thư nữa. Diệp Huyên cười ngoác miệng, chắc chắn huynh biết nội dung là gì đúng không? Nhưng tiểu bút lại nói, ta không biết. Diệp Huyên hơi nhíu mày, tại sao? Tiểu bút trầm giọng đáp, quyển thái sơ thư ấy không được viết bằng bút. Diệp Huyên hơi khó hiểu, không viết bằng bút thì viết bằng gì? Tiểu bút nói, dù sao cũng không phải bút. Diệp Huyên không nói nên lời. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, cậu đừng làm khó hắn nữa. Ở đạo môn, hắn chẳng có địa vị gì cả đâu. Diệp Huyên chỉ cười, không để ý đến tiểu tháp. Hắn giữ bút đại đạo lại đương nhiên là có mục đích, bút đại đạo ở bên hắn có nghĩa là chủ nhân bút đại đạo sẽ có thể chú ý đến hắn bất cứ lúc nào, đây cũng là điều hắn cần. Dù sao chủ nhân bút đại đạo đại diện cho trật tự cũ, mà hiện giờ đối phương còn giao quyền quản lý cho hắn, hắn và chủ nhân bút đại đạo sau này là kẻ thù hay bạn bè còn chưa biết được. Diệp Huyên không nghĩ nhiều, tiếp tục tu luyện. Có đạo ấn, hắn bắt đầu tu luyện tâm pháp vũ trụ này, thực sự quá đáng sợ. Ngoài tu luyện tâm pháp vũ trụ này, hắn còn tu luyện thêm thuật thần thông kia nữa, thuật thần thông đó cải thiện bản thân rất tốt, có thể dùng từ khiếp khủng để hình dung. Về huyền thần kỹ kia, tạm thời hắn không tu luyện, thực ra là hiện giờ hắn chưa thể tập trung vào nó được. Mà lúc này, Tiểu Tịnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta quan sát hắn rồi cười, ca, ta có thể tu luyện tâm pháp này cùng huynh được không? Diệp Huyên nhìn Tiểu Tịnh cười đáp, được. Nói xong hắn chỉ tay, một luồng ánh sáng trắng bay vào đầu mày của Tiểu Tịnh. Cả cuốn vũ trụ thư. Hắn không hề keo kiệt đối với Tiểu Tịnh. Đã dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng. Một lúc sau, Tiểu Tịnh từ từ mở mắt, nàng ta nhìn Diệp Huyên cười, cảm ơn ca. Diệp Huyên hỏi, có thiếu tiền tu luyện không? Tiểu Tịnh vội gật đầu, thiếu ạ. Diệp Huyên xòe tay, một chiếc nhẫn chứa đổ bay tới trước mặt Tiểu Tịnh, giữ lấy mà dùng. Tiểu Tịnh chớp mắt ca, sao lần này huynh dễ thương lượng thế? Diệp Huyên cười, đi tu luyện đi. Tiểu Tịnh gật đầu rồi quay người rời đi, khi quay người, trong mắt nàng ta thoáng qua vẻ phức tạp. Nàng ta đã từng hứa với Diệp Huyên, thư viện không phụ nàng, nàng sẽ không phụ thư viện. Thực ra có thể hiểu là Diệp Huyên không phụ nàng thì nàng sẽ không phụ thư viện. Bây giờ nàng ta có thể dựa vào thư viện để nâng cao chính mình, Diệp Huyên biết rất rõ điều này nhưng hắn không chỉ không đề phòng mà còn giúp đỡ nàng ta đủ kiểu. Đây là tình nghĩa, cũng là món nợ ân tình. Hay! Tiểu Tịnh bỗng thầm thở dài. Sau khi Tiểu Tịnh đi, Diệp Huyên lại tiếp tục tu luyện. Đạo cung. Ngày hôm nay có một người phụ nữ tới đạo cung, nàng ta chính là nhóm trưởng của nhóm lính đánh thuê thần chủ đã trốn thoát lúc trước. Nhóm trưởng nhóm lính đánh thuê thần chủ vừa xuất hiện ở đạo cung, cung chủ đạo cung đã bước ra, nàng ta nhìn nhóm trưởng nhóm lính đánh thuê thần chủ, thú vị, người vẫn dám xuất hiện à? Thú vị khẽ cười, Lan Cẩn, chúc mừng ngươi cuối cùng cũng có được vũ trụ thư. Mặt Lan Cẩn không cảm xúc, vũ trụ thư đã bị Diệp công tử lấy đi, nếu ngươi có hứng thú thì có thể đến thư viện quan huyên tìm hắn. Thu vị khẽ cười, ngươi đang muốn nói rằng ngươi chưa đọc nội dung của vũ trụ thư đấy à? Lan Cẩn gật đầu, đúng là ta chưa đọc. Thu vị nhìn Lan Cẩn, ngươi cảm thấy người khác có tin lời ngươi nói không? Lan Cẩn cười nhạt, Thu vị, một mình ngươi thì chắc chắn ngươi không dám tới, nếu ta đoán không nhầm, chắc là ngươi đã gia nhập Tiên Thánh Điện rồi đúng không? Thu vị hơi híp mắt, trên mặt hiện lên ý cười, nói cho ngươi một bí mật. Thư viện quan huyên sẽ biến mất khỏi thế giới này nhanh thôi. Lan Cẩn im lặng. Nàng ta biết có lẽ Tiên Thánh Điện chuẩn bị hành động rồi. Thu vị lại nói, người nghĩ liệu Tiên Thánh Điện có tin rằng ngươi chưa đọc nội dung vũ trụ thư không? Lan Cẩn nhìn Thu vị, không nói gì. Thu vị khẽ mỉm cười, cho ta xem đi, ta sẽ giấu giúp ngươi. Lan Cẩn cười, ta nói cho ngươi một bí mật.
Diệp công tử chuẩn bị đưa vũ trụ thư vào thư viện Quan Huyên cho học viên của thư viện học tập đấy, nếu ngươi muốn học thì tới gia nhập thư viện Quan Huyên đi. Thu vị nhìn Lan Cẩn, ngươi không đưa cho ta thì ta sẽ nói với Tiên Thánh Điện là ngươi đã biết nội dung của vũ trụ thư, ngươi nghĩ liệu họ có tha cho đạo cung của ngươi không? Lan Cẩn nhìn thẳng vào Thu vị, khốn nạn, nói mau đi, xem ta có sợ ngươi không? Nói rồi nàng ta cười khẩy, một con chó mất chủ mà cũng dám đe dọa người khác, ai cho ngươi mặt mũi hả? Thu vị cười khẽ, ngươi cứ chờ đi. Nói xong nàng ta quay người định đi, nhưng lúc này Lan Cẩn lại đột nhiên nói, ngươi biết lai lịch của nữ kiếm tu đó không? Nghe vậy, Thu vị lập tức cau mày. Hiển nhiên là nàng ta muốn biết. Lan Cẩn nhìn chằm chằm Thu vị, người của Tiên Thánh Điện từng tới, nhưng bị nàng ấy vung kiếm giết trong một giây. Thu vị im lặng. Lan Cẩn lại cười nói tiếp, nàng ấy nói nhất định phải giết ngươi, vậy nên nhắc nhở ngươi một câu, ngươi có được vũ trụ thư cũng chẳng có ý nghĩ gì, bởi vì cho dù ngươi tu luyện vũ trụ thư thì tin ta đi, ngươi cũng chẳng thể đánh lại nàng đâu. Nếu ta là ngươi thì bây giờ sẽ mai danh ẩn tích, đi tìm một nơi không người ở tạm một thời gian. Thu vị cười khẩy, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Nói xong nàng ta xoay người biến mất ở cuối tinh không. Lan Cẩn cười lạnh lùng, tự tìm cái chết. Lúc này một ông lão áo đen xuất hiện bên cạnh Lan Cẩn, trầm giọng thưa, cung chủ, Tiên Thánh Điện. Thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên vẫn tu luyện trong tiểu tháp, mà hắn đã tu luyện gần 100 năm ở trong tiểu tháp. 100 năm qua hắn đã tu luyện tâm pháp vũ trụ và huyền thần thông tới cực hạn. Mà tiểu tịnh thì vẫn đang bế quan, nhưng lúc trước hắn đã cảm nhận được luồng hơi thở mạnh mẽ rồi. Hắn rất có lòng tin ở tiểu tịnh, thiên phú của nàng cực kỳ đáng sợ, tương lai chắc chắn có thể trở thành trụ cột của thư viện. Diệp Huyên ra khỏi tiểu tháp, hắn đi dạo một vòng trong thư viện, hiện giờ mọi thứ ở thư viện đều đã có trật tự, không cần hắn phải lo lắng quá nhiều. Lúc này, Diệp Huyên chợt ngẩng đầu nhìn về nơi sâu trong tinh không, sau một khắc, hắn tới tinh không đó, trước mặt hắn cách đó không xa có một ông lão áo đen đang đứng. Ông lão áo đen bình tĩnh nói, Diệp viện trưởng, lại gặp nhau rồi. Người này chính là hư ảnh hắn và đồ gặp lúc trước. Diệp Huyên cười, có gì muốn nói không? Ông lão áo đen gật đầu, Diệp công tử, lúc trước muội muội cậu có nói Tiên Thánh Điện cứ việc tới báo thù, sao, bây giờ lại muốn nói chuyện à? Diệp Huyên nhìn ông lão áo đen, ta chỉ không muốn giết quá nhiều người thôi. Ông lão áo đen cười, tiếc là chúng ta lại rất thích chém giết. Diệp Huyên gật đầu, các ông muốn đánh đơn hay đánh tập thể? Ta thế nào cũng được. Ông lão áo đen gật đầu, vậy đánh đơn trước đi. Chúng ta cũng muốn xem thực lực của Diệp công tử, xem cậu có tư cách gì mà huênh hoang kiêu ngạo như thế. Diệp Huyên cười, đúng như ý ta muốn. Còn nữa, ta không kiêu ngạo, người kiêu ngạo là muội ta vẫn khá khiêm tốn mà. Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên, yên tâm. Giết cậu xong chúng ta sẽ để muội muội của cậu xuống đó cùng cậu. Diệp Huyên suy nghĩ một chút sau đó nói, vậy các ông có thể đi tìm muội muội ta trước không? Ông lão không có cảm xúc gì, Diệp công tử, đừng nói nhảm nữa, ta so vài chiêu với cậu trước xem nào. Nói xong ông ta biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, thời không nơi đây trở nên sôi trào. Diệp Huyên hơi híp mắt, kích hoạt huyết mạch phong ma trong cơ thể. Đồng thời kiếm ý nhân gian vô tận cũng phun ra từ trong cơ thể hắn như thủy triều. Nhưng vẫn chưa dừng lại, Diệp Huyên lật tay phải, trong nháy mắt gấp siêu thời không nơi đây thành một đường, cuối cùng hội tụ trong kiếm Thanh Huyên. Sau đó Diệp Huyên lao về phía trước, chém ra một kiếm sắc bén. Phập! Một khoảng kiếm quang như thác nước quét qua nơi này. Phía xa, ông lão áo đen biến sắc, giây tiếp theo một luồng kiếm quang đã nhấn chìm ông ta. Bùm! Vùng tinh vực này bị một kiếm của Diệp Huyên san bằng, không chỉ vậy, ngay cả siêu thời không cũng dần dần biến mất. Sau khi gấp siêu thời không, uy lực nhát kiếm này của hắn trở nên cực kỳ khủng khiếp. Diệp Huyên nhìn ông lão đã biến mất trước mặt, bình tĩnh nói, Kháo Sơn Vương hơi chút là gọi người trước đây đã không còn nữa, bây giờ xin hãy gọi ta là Kháo. Ồ không phải, xin hãy gọi ta là kiếm chủ nhân gian. Ta là kiếm chủ nhân gian, thanh kiếm thứ 5 của nhân gian. Kiếm chủ nhân gian. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn nơi sâu trong tinh không, người tiếp theo.
Người tiếp theo. Giọng nói rất bình tĩnh, nhưng từ sâu trong đáy lòng lại ẩn chứa sự khinh thường. Lúc này, thời không trước mặt Diệp Huyên bỗng rung lên, sau đó một người đàn ông trung niên mặc áo đen từ tốn bước ra. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Diệp Huyên bình thản bảo, nói nhảm cái gì đấy. Nói xong hắn xông tới, rút kiếm ra chém. Phập. Một tiếng xé rách đinh tai nhức óc vang vọng khắp không gian. Nơi xa, người đàn ông trung niên tiến lên một bước, giơ tay tung ra một quyền, trên quyền có vô số quyền mang tuôn ra. Cứng đối cứng. Ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, quyền mang và kiếm mang vỡ vụn, sóng xung kích cường đại đẩy lùi hai người ra xa mấy vạn trượng. Diệp Huyên vừa dừng lại thì một tàn ảnh bỗng bay tới trước mặt hắn. Diệp Huyên hơi híp mắt, giơ tay chém ra một kiếm. Kiếm kỹ vãng sinh. Kiếm hạ xuống, kiếm quang như tuyết cũng nổ tung trước mặt Diệp Huyên. Bùm. Người đàn ông trung niên xông tới trước mặt Diệp Huyên bị đẩy bay, sau khi lùi lại mấy vạn trượng, ông ta vừa dừng lại, đang định ra tay lần nữa thì kinh hãi phát hiện, tay phải của mình đang từng chút một biến mất. Nhìn thấy cảnh này, con người ông ta co rụt lại, thế này. Diệp Huyên chẳng có cảm xúc gì, khiêng đi, người tiếp theo. Vẻ mặt người đàn ông trung niên cứng đờ, khi phát hiện cơ thể mình đang dần biến mất từng chút, ông ta kinh hoàng, vội vàng dùng sức mạnh toàn thân để ngăn cản, nhưng không hề có tác dụng. Một lúc sau, ông ta hoàn toàn biến mất trước mặt Diệp Huyên. Bị xóa sổ rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn nơi sâu trong tinh không, tới tiếp đi. Tới tiếp đi. Âm thanh phóng thẳng lên thương khung. Một lúc sau, một người phụ nữ mặc chiến giáp màu đen đi tới trước mặt Diệp Huyên, trong tay nàng ta cầm một cây trường thương màu bạc. Người phụ nữ mặc áo giáp đen nhìn Diệp Huyên, đang định lên tiếng thì Diệp Huyên trở tay phải, giây tiếp theo, siêu thời không bị hắn gấp lại, tiếp nữa hắn tiến lên trước, chém ra một kiếm. Người phụ nữ mặc áo giáp đen trông rất bình tĩnh, nàng ta đâm cây thương ra. Ầm. Thương vừa đâm ra, kiếm của Diệp Huyên bị buộc phải dừng lại tại chỗ, cùng bị buộc dừng lại còn có sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong kiếm. Thấy kiếm của mình bị chặn lại, Diệp Huyên nheo mắt, nhát kiếm hắn đã dùng phương pháp gấp mà đối phương lại có thể dễ dàng đỡ được như vậy. Cao thủ đây rồi. Điều này cũng là bình thường, liên tiếp chết hai người, nếu đối phương còn khinh thường hắn thì đúng là thật sự ngu xuẩn. Người phụ nữ mặc áo giáp đen bất ngờ xoay cây thương trong tay. Ầm. Một luồng sức mạnh cường đại trong nháy mắt đẩy bay kiếm thanh huyên của Diệp Huyên, Diệp Huyên xòe tay phải ra, kiếm thanh huyên bay đi lại vững vàng rơi vào lòng bàn tay hắn. Người phụ nữ mặc áo giáp đen tiến lên một bước, một tia hàn mang vọt tới trước mặt Diệp Huyên. Phát thương này nhanh như điện. Phản ứng của Diệp Huyên cũng không chậm. Ngay khi nàng ta rút thương là hắn cũng huy động toàn bộ huyết mạch phong ma và kiếm ý nhân gian trong cơ thể, sau đó vung kiếm ra chém xuống. Phập. Kiếm quang tuôn ra như thác nước. Bùm. Thương và kiếm vừa va chạm vào nhau, hai người đã liên tục lùi lại, mà người phụ nữ mặc áo giáp đen còn chưa dừng lại đã nhảy lên đỉnh đầu Diệp Huyên, sau đó đâm cây thương xuống. Trong mắt Diệp Huyên hiện lên vẻ hung dữ, hắn dậm chân phải. Cả người hóa thành một luồng kiếm quang màu máu phóng lên trời. Lại cứng đối cứng. Bùm. Khi tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vô số thương mang và kiếm quang cùng bộc phát ra từ tinh không này, hai người phá vỡ thời không hiện hữu, tiến vào siêu thời không. Cho dù là siêu thời không cũng khó có thể chịu được lực lượng đáng sợ của hai người, bắt đầu dần dần trở nên vặn vẹo. Cả hai vẫn không dừng lại, điên cuồng lao về phía nhau. Trong bóng tối, siêu thời không chi chủ nhìn mọi điều trước mắt, im lặng không nói gì. Dưới tình huống bình thường, người ngoài không được phép đánh nhau ở đây và phá hoại thời không ở đây, cho dù muốn đánh nhau ở đây cũng phải báo cáo với ông ta trước, không báo cáo với ông ta là không nể mặt ông ta, không nể mặt ông ta thì chắc chắn ông ta sẽ xử lý đối phương. Nhưng lần này ông ta chỉ có thể im lặng. Người đánh nhau là Diệp Thiếu. Ông ta đã nghĩ kỹ rồi. Nếu Diệp Thiếu thắng thì ông ta sẽ không ra, nếu Diệp Thiếu thua thì ông ta sẽ lập tức ra tay ngăn cản. Giờ khắc này, Diệp Huyên càng đánh càng hưng phấn. Chìm đắm trong vui vẻ. Đã lâu lắm rồi không được đánh như thế này.
Bởi vì trước đây toàn là các thanh nhi ra tay, hắn căn bản không có cơ hội, mà các thanh nhi ra tay cũng chỉ là một kiếm tiêu diệt đối phương, hắn không học được điều gì. Nhưng lần này thì khác, giao đấu với người phụ nữ mặc áo giáp đen, hắn lại tìm được cảm giác cuồng nhiệt một lần nữa. Bởi vì chiến đấu, huyết mạch phong ma của Diệp Huyên cũng càng lúc càng phong ma, uy lực phong ma của hắn quyết định bởi ý chí của hắn, hắn càng điên cuồng thì uy lực của huyết mạch phong ma cũng càng mạnh. Mà người phụ nữ áo giáp đen lại cau mày. Bởi vì nàng ta phát hiện người đàn ông trước mặt càng đánh càng mạnh. Khó tin. Dần dần người phụ nữ áo giáp đen đã bị kiếm của Diệp Huyên áp chế, chỉ có thể bị động phòng thủ. Kiếm ý nhân gian và huyết mạch phong ma cường đại không ngừng lan ra từ cơ thể Diệp Huyên, sát khí và tà khí mạnh mẽ khiến người phụ nữ áo đen phải phân tâm để đỡ lại. Cuối cùng sau khi tiếng vang cực lớn vang lên, một luồng kiếm quang nổ tung từ siêu thời không, sau đó người phụ nữ áo giáp đen bay ra ngoài, nàng ta bay xa cả mấy vạn trượng, mà nàng ta còn chưa dừng lại Diệp Huyên đã lại chạy tới trước mặt, chém tiếp một kiếm nữa. Kiếm hạ xuống. Người phụ nữ áo giáp đen bay ra xa cả mười mấy trượng, lần này nàng ta vừa dừng lại, trường thương trong tay đã vỡ vụn, giây tiếp theo, một luồng kiếm mang bay vào đầu mày của nàng ta. Con người của người phụ nữ áo giáp đen co rụt lại, sắc mặt xám xịt như cho tàn, bởi vì nàng ta đã không còn sức đỡ lại nhát kiếm này nữa. Mà vào thời khắc mấu chốt này, một luồng ánh sáng đen đột nhiên đánh lên kiếm thanh huyên của Diệp Huyên. Bùm! Kiếm thanh huyên rung lên dữ dội rồi bay ra ngoài. Diệp Huyên xòe tay phải, kiếm thanh huyên rơi vào lòng bàn tay hắn, sau đó hắn cũng liên tiếp lui lại cả nghìn trượng. Diệp Huyên chậm rãi ngẩng đầu lên, cách đó không xa có một ông lão đứng trước người phụ nữ mặc giáp đen, ông lão mặc trường bào màu đen rộng, tóc dài xõa ngang vai, ánh mắt như dao, vô cùng sắc bén. Nhìn thấy ông lão, người phụ nữ áo giáp đen cung kính hành lễ, sư phụ. Sư phụ. Nghe thấy lời này của người phụ nữ giáp đen, Diệp Huyên lắc đầu, đánh trẻ thì già tới đây mà. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người có bản lĩnh đấy, không ngờ ở nơi hẻo lánh thế này lại có cường giả như ngươi, chẳng trách ngươi lại dám khinh thường tiên thánh điện của ta. Diệp Huyên bình tĩnh nói, định đánh hội đồng đấy à? Ông lão nói, nếu không ngại thì ta so vài chiêu với ngươi nhé. Diệp Huyên đáp, không ngại. Ông lão gật đầu, khẽ phất tay, trong nháy mắt siêu thời không xung quanh biến thành vòng xoáy cực lớn, sức mạnh siêu thời không đột nhiên chém từng nhát về phía Diệp Huyên như từng phi kiếm. Thấy vậy, Diệp Huyên hơi nheo mắt, đây là một pháp sư. Diệp Huyên cầm kiếm giơ ngang chân mày, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, huyết trong cơ thể dâng trào, sức mạnh đáng sợ tuôn ra từ cơ thể hắn. Xa xa, ông lão nheo mắt nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt bình tĩnh. Mà khi những sức mạnh siêu thời không ấy tới trước mặt Diệp Huyên, hắn chợt mở mắt, lao về phía trước, cầm kiếm bằng hai tay rồi chém xuống. Một luồng kiếm quang đột nhiên vụt ra từ vòng xoáy, nhưng trong thoáng chốc đã bị vòng xoáy siêu thời không nhấn chìm, tiếp sau đó Diệp Huyên lại xuất hiện trước mặt ông lão một cách kỳ lạ, thấy cảnh này ông ta híp mắt, trong mắt lóe lên vẻ khó tin rồi ông ta phất tay áo. Đoàng! Một luồng kiếm quang bộc phát ra. Ông lão liên tục lùi lại cả gần nghìn trượng. Khi ông ta dừng lại thì Diệp Huyên phía xa đã lại xuất hiện trước mặt ông ta một cách kỳ lạ nữa, sau đó một luồng kiếm quang đập mạnh về phía ông ta. Trong mắt ông lão hiện lên vẻ hung ác, hai tay ông ta làm phép, trong nháy mắt vô số lực lượng thần bí trong siêu thời không xung quanh bạo phát, siêu thời không trong mấy trăm dặm trực tiếp biến thành cho tàn. Diệp Huyên vừa mới vọt tới trước mặt ông ta đã bị hất văng. Mà khi hắn dừng lại, ông lão đã bất chợt tới trước mặt hắn, tung ra một quyền, lực lượng cường đại hình thành một làn sóng xung kích thời không cực kỳ đáng sợ. Diệp Huyên hơi híp mắt, tay hắn tạo thủ ấn, đạo ấn xuất hiện trên đầu mày của hắn, sau đó hắn không né cũng không tránh, để mặc cho quyền của ông lão đánh vào ngực mình. Bùm! Người Diệp Huyên run lên mãnh liệt, nhưng người lùi lại lại là ông lão kia. Ông lão bị đẩy lùi cả mấy nghìn trượng. Nhưng Diệp Huyên không bị ảnh hưởng chút nào, không chỉ vậy lúc này vô số vũ trụ chi lực đáng sợ còn không ngừng rót vào cơ thể hắn. Lúc này hắn kích hoạt tâm pháp vũ trụ và huyền thần thông kia. Sau khi sử dụng tâm pháp và huyền thần thông, sức mạnh của thế giới vũ trụ không ngừng truyền vào cơ thể Diệp Huyên, nhanh chóng khôi phục cơ thể hắn.
Nhìn thấy điều này, sắc mặt ông lão trầm xuống, ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, Vũ Trụ Thư. Vũ Trụ Thư. Diệp Huyên không để ý tới ông ta, lúc này hắn cảm giác cơ thể mang đang có sức mạnh đáng sợ vô tận, những sức mạnh này càng lúc càng nhiều, dù là hắn cũng sắp không chịu đựng nổi. Phải chút ra thôi. Vì vậy Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn ông lão phía xa, sau một giây, hắn lại gấp siêu thời không nơi đây rồi vung ra một kiếm. Khi thanh kiếm này vung ra, một luồng kiếm kỹ đáng sợ lập tức quét qua. Đoàng. Xa xa, ông lão áo đen lập tức bị đánh bay ra ngoài vài chục vạn trượng. Ông lão áo đen vừa dừng lại, kiếm của Diệp Huyên lại đâm tới, thấy cảnh này con ngươi của ông lão co rút, mặt xám xịt như cho tàn, giờ khắc này ông ta biết mình không thể đỡ được nhát kiếm này nữa rồi. Mà vào lúc này, một luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên khóa chặt kiếm của Diệp Huyên, ngay sau đó, một ông lão tóc bạc xuất hiện trước mặt ông lão áo đen. Thấy ông lão tóc bạc, ông lão áo đen bỗng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cung kính hành lễ, sư phụ. Sư phụ. Diệp Huyên ở phía xa trầm mặc một lát rồi bảo, các ông đúng là chó má. Phải nói rằng hành động lần này của Tiên Thánh Điện đã làm mới nhận thức về độ vô liêm sỉ của Diệp Huyên. Đã nói là đánh đơn mà. Từng người tới. Đánh đơn của Tiên Thánh Điện là trận chiến bánh xe à? Hắn thực sự rất tức giận. Ông lão tóc trắng nhìn Diệp Huyên, người tu luyện Vũ Trụ Thư. Diệp Huyên im lặng. Thực lực cả ông lão tóc bạc hẳn là tiên thánh mà cung chủ kia nói lúc trước. Cảnh giới cao nhất được biết cho đến nay. So vài chiêu. Nghĩ đến đây, kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên chợt rung lên, nó đã cảm nhận được chiến ý của hắn. Thấy chiến ý của Diệp Huyên, ông lão tóc bạc mặt không cảm xúc, người muốn giao đấu với ta. Diệp Huyên cười, đúng thế. Nói xong hắn xông về phía ông ta. Phụt. Một tia kiếm quang vụt qua nơi này. Ông lão tóc bạc lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, giây tiếp theo ông ta đột nhiên tiến lên một bước, sau đó tung quyền. Quyền này vừa ra, mọi thứ có thể nhìn thấy bằng mắt thường lập tức biến thành cho bụi. Mà Diệp Huyên xông tới trước mặt ông ta cũng trong nháy mắt bay ra mấy chục vạn trượng. Sau khi dừng lại, khóe miệng Diệp Huyên chảy ra một vệt máu. Ông lão tóc bạc nhìn hắn. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Huyên nhếch miệng, tiếp tục. Nói xong hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Kiếm quang vụt qua. Ông lão tóc bạc đột nhiên chỉ ra, hướng thẳng đến mũi kiếm của Diệp Huyên. Kiếm thanh huyên của Diệp Huyên rung lên dữ dội, hắn lại bay ra một lần nữa, lần này là cả mười mấy vạn trượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 253.